Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 552. Càng là đi sâu tu luyện, Diệp Thần càng cảm thấy luân hồi mộ táng công mạnh mẽ, với thân thể người nội tức cùng thân thể rèn luyện hiệu quả, thật là vượt quá tưởng tượng, liền là quá trình quá mức thống khổ, bình thường người căn bản không chịu nổi khí tức kia nghịch phản, nội tạng vặn vẹo, gân cốt rối loạn dày vò. Coi như là thiên pháp lộ nguyệt, huyết đồ xương các cao thủ, cũng không thể thừa nhận, cho nên bọn họ năm đó liền luân hồi mộ táng công cánh cửa đều sợ không tới. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, có thể luyện thành luân hồi mộ táng công người, cũng là một cái đều không có, dù cho một chút gia lông, đều không người có thể học được. Cũng may mà Diệp Thần đạo tâm cường hãn, tinh thần sự nhẫn nại vượt xa người thường, hắn có thể nhẫn nhịn được tu luyện luân hồi mộ táng công trong quá trình thống khổ. Bất quá nghĩ chân chính tu luyện có thành tựu, hắn cũng không biết cần phải bao lâu. Như thế qua một ngày, tại luân hồi mộ táng công thối luyện dưới, Diệp Thần tu vi mãnh liệt tinh tiến, thân thể linh hồn khí tức đều chiếm được to lớn rèn luyện, liền theo thiên nguyên cảnh 6 tầng trời trung giai, đột phá đến 6 tầng trời cao giai mức độ. May mắn thì uyên kinh khủng thi khí, che giấu Diệp Thần đột phá khí tượng, không phải khẳng định lại muốn bại lộ. Thiên pháp lộ nguyệt nhìn thấy Diệp Thần đột phá, cảm thấy một hồi mừng rỡ, nghĩ thầm, quá tốt rồi, xem ra Diệp Thần thật có thể luyện thành luân hồi mộ táng công. Diệp Thần tu vi đột phá, tinh thần thoáng buông lỏng, nhòm ngó bên ngoài thiên cơ, lại phát hiện Đao Phong nữ hoàng cưỡi hắc hùng cự yêu, chiến đấu cả ngày, còn đang khổ chiến lấy. Sâu Uyên ma tộc cùng huyết đồ đám người, thay nhau ra trận vây công, nhưng Đao Phong nữ hoàng cùng hắc hùng cự yêu hợp lực, khí thế vô cùng hung mãnh, ngăn trở từng lớp tiến công. Lưu lại đầy khắp núi đồi thi thể. Huyết đồ xương vẻ mặt rất là khó coi, đi qua một ngày điều tức, nàng trạng thái cũng khôi phục một chút, nhìn thấy huyết đồ Lăng Vân cùng mộng ma tôn giả, lâu như vậy còn công không được Đao Phong nữ hoàng, nàng hai đầu lông mày tràn đầy phẫn nộ, nói. Một đám rác rưởi, không quan trọng một cái Đao Phong nữ hoàng, lục đạo cổ thần bên trong yếu nhất tồn tại, các ngươi đều đánh không lại, ta muốn các ngươi có ích lợi gì. Thương tới. Bàn tay nàng vừa nắm, huyết đồ phá quân thương hưu một tiếng, bay vào trong tay nàng. Tiếp theo sát, nàng dậm chân lăng không bay ra, một thương mang theo kinh thiên khí thế, ám sát hướng Đao Phong nữ hoàng. Đao Phong nữ hoàng lúc này kịch chiến một ngày, đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt huyết đồ xương một thương mãnh liệt đâm, vô pháp chống đỡ, phốc một tiếng, lồng ngực bị xỏ xuyên, bị đâm rơi trên mặt đất. Hừ, huyết đồ xương trường thương trong tay nhất chuyển. Lại quay đầu quăng nện hướng hắc hùng cự yêu đầu, choảng một tiếng, đánh nát hắc hùng cự yêu xương đầu, người sau gào lên đau xót một tiếng, bốn chân nằm sấp ngã xuống. Cứ như vậy trong nháy mắt, huyết đồ xương thất bại Đao Phong nữ hoàng cùng hắc hùng cự yêu, động tác nước chảy mây trôi, không cần tốn nhiều sức. Đây là nàng thương thế chưa lành trạng thái phía dưới, nếu là trạng thái toàn thịnh, trời biết sẽ lợi hại đến mức nào. Diệp Thần nhòm ngó đến một màn này, cảm thấy khẩn trương. Chỉ thấy huyết đồ xương hoành thương nơi tay, lãng thanh nói ra, luân hồi chi chủ, ta không biết ngươi chạy đi nơi nào, lập tức mang theo thiên pháp lộ nguyệt, cút ra đây cho ta. Bằng không ta giết bọn hắn. Nàng giẫm lên hắc hùng cự yêu đầu, mũi thương chỉ Đao Phong nữ hoàng, hai đầu lông mày tràn đầy hung tàn khí. Lúc này hắc hùng cự yêu tiểu la bạc cùng Đao Phong nữ hoàng, đều bị nàng trọng thương, hấp hối, căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Thần rất đỗi chấn động. Khí tức một thoáng xóa loạn, trong cơ thể khí huyết sôi trào, kém chút lại muốn phun máu. Diệp Thần, bình tĩnh. Thiên pháp lộ nguyệt vịn Diệp Thần, cắn răng nói, huyết đồ xương tiện nhân kia, thật đáng chết. Ngươi không thể đi ra ngoài, bằng không nàng khẳng định phải giết ngươi. Huyết đồ xương thấy Diệp Thần cùng thiên pháp lộ nguyệt, không có hiện thân, cũng không biết tránh giấu ở nơi nào, tại đi qua trong vòng một ngày, dưới tay nàng người. Ngoại trừ vây công Đao Phong nữ hoàng cùng hắc hùng cự yêu bên ngoài, cũng tại khắp núi lượt đảo tìm kiếm Diệp Thần tung tích, nhưng thủy chung tìm không được. Nàng biết, Diệp Thần khẳng định còn không có rời đi, nàng bày ra phong tỏa, không dễ dàng như vậy đột phá, nếu là đột phá, nàng cũng sẽ có điều cảm giác, chẳng qua là không biết Diệp Thần cùng thiên pháp lộ nguyệt, giấu ở nơi nào thôi. Ta cho ngươi thêm một chút thời gian, tối nay giờ tí, ngươi như lại không hiện thân. Ta liền đem nơi này rất nhiều người chúng, cùng nhau chém giết. Huyết đồ xương đối xử lạnh nhạt quét nhìn hướng mộ táng cung rất nhiều tù binh, đã không có ý định lưu thủ. Ngay sau đó, huyết đồ xương liền mang theo thủ hạ người,
áp tải đao phong nữ hoàng, hắc hùng cự yêu, còn có mộ táng cung bọn tù binh, trùng trùng điệp điệp trở về ma hoàng điện. Bây giờ cổ ma huyết đảo, bị cắt nhường cho sâu uyên ma tộc, ma hoàng điện lại là sâu uyên ma tộc địa bàn, nhưng huyết đồ xương cao cao tại thượng, chấp trưởng hết thảy, mộng ma tôn giả cái dám cũng không dám thả một cái, chỉ có kính cẩn nghe theo cùng khiêm tốn. Huyết đồ xương biết huyết đồ phái cùng sâu uyên ma tộc hợp tác, nhíu mày không thích, hướng mộng ma tôn giả nói. Các ngươi sâu uyên ma tộc, hung tàn thô bạo, ô uế không thể tả, ta không quá ưa thích, các ngươi sau này chỉ cần nghe theo ta huyết đồ phái hiệu lệnh, không thể tự tiện hành động. Mộng ma tôn giả cảm thấy một vạn cái không nguyện ý, lại cũng không dám trái lời, nói, hết thảy nghe theo phá quân thần nữ pháp chỉ. Huyết đồ xương ừ một tiếng. Nói, người đem trên đảo dược liệu đều cầm đến cho ta chữa thương, mau đi đi. Mộng ma tôn giả nói, đúng. Hắn liền vội vàng đem ma hoàng điện bên trong chân tàng dược liệu, còn có hòn đảo các nơi trồng dược liệu, đều toàn bộ mang tới, cung phụng cho huyết đồ xương. Huyết đồ xương trong đại điện, tĩnh tâm điều tức, hấp thu dược liệu linh khí chữa thương, khôi phục cực nhanh. Dưới tay nàng các đệ tử, thì tại ma hoàng điện đại điện quảng trường bên trên, bố trí pháp trường. Đem đao phong nữ hoàng, hắc hùng cự yêu, mộ táng cung tù binh các loại, toàn bộ buộc chặt trói buộc, buộc bọn họ như phạm nhân quỳ xuống, chỉ chờ đêm nay hành hình. Như Diệp Thần thật không hiện thân, mọi người đem bị xử tử. Không có người nghĩ đến, kỳ thật Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, liền ẩn náu trong lòng đất dưới Thi Uyên địa chi bên trong. Diệp Thần cảm giác được trên mặt đất biến động, nội tâm rất đỗi lo lắng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Diệp Thần. Không thể loạn đạo tâm, người tiếp tục tu luyện luân hồi mộ táng công, chỉ cần đã luyện thành, liền có thể giết ngược lại huyết đồ xương tiện nhân kia. Diệp Thần nói, đêm nay nàng liền muốn động thủ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Dùng thiên phú của ta, mong muốn đạp nhập luân hồi mộ táng công cánh cửa, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Diệp Thần không ngừng dưới việc tu luyện, đã dần dần thăm dò luân hồi mộ táng công mạch lạc, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng huyết đồ xương, đều không thể luyện thành thần công tuyệt học. Hắn có lòng tin 3 ngày liền luyện thành. Chỉ bất quá, huyết đồ xương đêm nay liền muốn động thủ, thời gian không đợi người. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cái kia, liền giúp bọn hắn báo thù đi. Cũng là giúp ta báo thù. Nàng biết đao phong nữ hoàng, hắc hùng cự yêu, còn có dưới tay nàng mộ táng cung các đệ tử, khả năng đều muốn bị giết chết, mà nàng cũng sống không được bao lâu, chỉ mong Diệp Thần thần công đại thành về sau, có thể giúp bọn hắn báo thù tuyết hận. Diệp Thần cắn răng nói, báo thù thì có ích lợi gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt xích lại gần tới, tại môi hắn bên trên hôn một thoáng, ánh mắt mang theo vô hạn nhu tình, ôn nhu nói, tỉnh táo một chút, bây giờ chỉ có ngươi có khả năng phá cục, nếu là ngươi cũng loạn, cái kia liền không có cách nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nhìn xem nàng ánh mắt ôn nhu, nội tâm cũng là tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác. Hắn tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Sương Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta không bằng. Diệp Thần trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, hắn biết mình vô luận như thế nào, đều khó có khả năng tại đêm nay trước đó liền luyện thành luân hồi mộ táng công, mong muốn phá cục, cần tìm phương pháp khác, tốt nhất có thể làm cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt thương thế khôi phục. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn Diệp Thần biểu lộ, cảm thụ được hắn nóng rực ánh mắt, phương tâm lập tức một hồi sao động. Xình xịch đập mạnh, nói, đệ đệ, ngươi. Ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử, từ đó tính mệnh tương liên. Diệp Thần nắm nàng tay, nói, không có biện pháp khác, không nguyện ý cũng muốn nguyện ý. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt rung động, hai tay ôm Diệp Thần cổ, lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, nói, vậy thì thật là ủy khuất ngươi. Nói xong liền nhẹ nhàng nâng đầu, hôn Diệp Thần bờ môi. Diệp Thần nhắm mắt lại, ôm nàng eo thon thân. Đáp lại dùng càng nhiệt liệt hôn môi, hai người rất nhanh liền ngã lăn xuống đất, thân thể dính chặt vào nhau, cực điểm quấn quýt si mê. Theo ban ngày đến đêm tối, ai cũng không biết, tại cái kia kinh khủng Thi Uyên địa chi bên trong, có như thế nào kiểu diễm say lòng người hình ảnh. Tại cực điểm quấn quýt si mê cùng giao hòa bên trong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đạt được Diệp Thần luân hồi máu tưới nhuần, mà lại luân hồi tạo hóa chúc phúc, cũng mang cho nàng vô tận ân trạch. Thương thế của nàng đang nhanh chóng khỏi hẳn, nguyên khí cấp tốc khôi phục, da thịt theo lạnh buốt trở nên nóng bỏng, lại là nước ôn nhu. Diệp Thần hôn khắp nàng toàn thân, tại hắn trải qua rất nhiều nữ tử bên trong, không hề nghi ngờ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt là một người cường đại nhất,
nàng là đỉnh cấp thiên đế, âm dương giao hòa phía dưới, Diệp Thần cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Thiên pháp lộ nguyệt thiên đế khí, dung nhập Diệp Thần trong cơ thể, tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt, hắn thân thể thần hồn đều là đạt được to lớn thối luyện cùng cường hóa. Âm dương song tu, lẫn nhau giao hòa, đối với song phương đều là có chỗ tốt cực lớn, nhưng, vì cứu vãn thiên pháp lộ nguyệt thương thế, bảo đảm nàng triệt để khỏi hẳn, Diệp Thần đem chính mình mạch sống, cũng cùng tính mạng của nàng đường, triệt để giao hòa vào nhau. Như vậy giao hòa, nhân quả quá lớn, về sau thiên pháp lộ nguyệt nếu như chết rồi, Diệp Thần cũng muốn đi theo chết, mà lại vô pháp phục sinh. Từ nay về sau, hắn cùng thiên pháp lộ nguyệt, liền là chân chính đồng sinh cộng tử, tính mệnh tương liên, kỳ thật hắn cũng không đáng ghét điểm này, nhưng như thế sâu nhân quả ràng buộc, đối tu luyện ảnh hưởng quá lớn, sẽ để cho cước bộ của hắn trở nên vô cùng trầm trọng, về sau nghĩ lại tiến bộ liền khó khăn. Chẳng qua là bây giờ bên ngoài đại địch trước mặt, bây giờ không có thứ hai con đường có thể đi, Diệp Thần chỉ có thể như thế. Giờ tí nhanh đến, Thi Uyên địa chi bên trong, Diệp Thần cùng thiên pháp lộ nguyệt, đình chỉ thời khắc đó xương triền miên, hai người tầm mắt ngắm nhìn đối phương, đều là mang theo muôn vàn phức tạp cảm xúc. Diệp Thần nhìn một chút trên mặt đất một vệt lạc hồng, sờ lên thiên pháp lộ nguyệt tóc hoa, nói, người vết thương lành sao? Lúc này thiên pháp lộ nguyệt, đạt được luân hồi máu cùng luân hồi tạo hóa chúc phúc tưới nhuần, nội thương đã hoàn toàn tốt, da thịt tuyết trắng lộ ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng, xúc động lòng người cực điểm, nàng nói ra. Đã hoàn toàn tốt, Diệp Thần, thật sự là ủy khuất ngươi. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Thần cường tráng lồng ngực, nói, ngươi cùng ta đồng sinh cộng tử, mang theo nặng nề như vậy nhân quả, ngươi về sau tu luyện nhất định gian nan. Lúc này Diệp Thần tu vi cảnh giới, vẫn là thiên nguyên cảnh 6 tầng trời cao giai, theo lý mà nói, hắn cùng thiên pháp lộ nguyệt âm dương giao hòa về sau, đạt được thiên pháp lộ nguyệt thiên đế khí tẩm bổ, chỉ ít có thể dùng đột phá đến 6 tầng trời đỉnh phong mức độ, nhưng bây giờ nhưng không có đột phá. Đây là bởi vì, hắn cùng thiên pháp lộ nguyệt đồng sinh cộng tử, nhân quả ràng buộc quá lớn, dẫn đến hắn tu luyện bước chân, trở nên vô cùng trầm trọng, tu vi nghĩ muốn tiến bộ, so dĩ vãng liền gian nan nhiều. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra, không có việc gì, về sau sự tình, sau này hãy nói. Ta đoán chừng, chờ ta tìm tới huyền vũ mảnh vỡ, triệt để thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, ta là có thể một lần nữa trưởng khống vận mệnh của ta. Hiện tại Diệp Thần vận mệnh, chính hắn vô pháp hoàn toàn trưởng khống, bởi vì hắn mạch sống, đã cùng thiên pháp lộ nguyệt xen lẫn quấn quýt lấy nhau. Nếu như thiên pháp lộ nguyệt xảy ra chuyện, hắn cũng muốn xảy ra chuyện. Kỳ thật nếu như đơn thuần cùng thiên pháp lộ nguyệt đồng sinh cộng tử, hắn cũng không phải bảo hoàn toàn không thể, chẳng qua là này phần nhân quả quá lớn, đối với hắn tu luyện ảnh hưởng cũng quá lớn. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, một lần nữa hoàn toàn độc lập trưởng khống vận mệnh của mình. Dựa theo suy đoán của hắn, chờ triệt để thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, liền có thể một lần nữa độc lập trưởng khống vận mệnh. Thiên pháp lộ nguyệt nói, huyền vũ mảnh vỡ tung tích phiếu miểu. Ngươi liền chu tước mảnh vỡ đều không cầm tới, muốn tìm đến huyền vũ mảnh vỡ, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần nói, tổng có biện pháp, đi ra ngoài trước cứu người lại nói. Bây giờ nhanh đến giờ tí, Diệp Thần có thể cảm nhận được, mặt đất bên trên bầu không khí, cũng biến thành phá lệ túc xiết. Thiên pháp lộ nguyệt tầm mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nói, đều là huyết đồ xương tiện nhân kia đang giở trò, ta ra ngoài làm thịt nàng. Nàng bây giờ thương thế cũng đã, lại lấy được luân hồi máu, luân hồi tinh, luân hồi hải đăng, luân hồi tạo hóa chúc phúc, tu vi tuy vẫn cửu phẩm thiên đế, nhưng khí vận nội tình, mệnh cách, hải đăng, khí thế các loại, các phương diện đều là kinh thiên thuế biến, tái chiến huyết đồ xương, nàng nhất định có thể thủ thắng. Trên mặt đất, Ma Hoàng Điện quảng trường bên trên, Đao Phong Nữ Hoàng, Hắc Hùng Cự Yêu, mấy ngàn mộ táng cung thiên pháp phái đệ tử, bị dây thừng buộc chặt, người người quỳ xuống đất. Bên cạnh là từng cái huyết đồ người cùng sâu uyên ma tộc, vác lên bó đuốc hoặc là đồ đao, hạo nguyệt đương không, tiếng gió rít gào, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Huyết đồ xương, mộng ma tôn giả, huyết đồ lăng vân ba người, đứng tại quảng trường tế đàn phía trước. Huyết đồ xương đối xử lạnh nhạt quét nhìn bốn phía, lớn tiếng kêu lên, luân hồi chi chủ, ngươi làm thật không ra, này rất nhiều người các loại, đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Đi qua một ngày điều tức trị thực liệu. Huyết đồ xương trạng thái đã tốt lên rất nhiều, thanh âm như hồng lôi, chấn động toàn bộ cổ ma huyết đảo.
Đao Phong Nữ Hoàng, Hắc Hùng Cự Yêu các loại, đều là lo sợ nghi hoặc lo lắng, không biết Diệp Thần có thể hay không hiện thân lại có đánh hay không qua được huyết đồ xương. Tiện nhân, đừng kêu, chúng ta tại đây bên trong. Ngay lúc này, một đạo kinh thiên tiếng hét phẫn nộ nổ lên, liền nghe đến răng rắc, oanh long long một hồi vang, Ma Hoàng Điện chỗ sâu nhà kho sụp đổ, một đạo rực rỡ thân ảnh, bay lên. Đạo thân ảnh kia, phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt mỹ, chính là Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Lúc này Thiên Pháp Lộ Nguyệt, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, lại lấy được luân hồi chúc phúc, cả người thần quang sục sôi, thiên đế khí trùng thiên, uy nghiêm bá khí như chư thiên chí tôn, ngạo thị sơn hà, bế nghễ càn khôn, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi xuất hiện, Diệp Thần thân thể, cũng là nhàn nhạt từ phía dưới bay lên, đôi mắt mang theo một vệt lạnh lùng, xa xa nhìn về phía huyết đồ xương. Toàn trường mọi người nhìn thấy Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, thế mà liền trốn ở Ma Hoàng Điện bên trong, giờ phút này hiện thân, tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Huyết đồ xương, a, rít lên một tiếng, hai mắt trừng lớn, cơ hồ sụp đổ, nhìn chằm chằm Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, tiện tì, người thương thế tốt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta có luân hồi chúc phúc, người cũng muốn hại chết ta. Người thiện nhân kia, tâm ngoan thủ lạt, làm nhiều việc ác, ta hôm nay liền muốn ngươi chết. Nói xong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt toàn thân thần quang nở rộ, cong ngón búng ra, một luồng bạch hồng rửa sạch kiếm kiếm khí, lăng lệ gào thét bạo sát mà ra, đâm thẳng hướng huyết đồ xương. Huyết đồ xương kinh hãi, vội vàng vung lên huyết đồ phá quân thương đón đỡ, tranh một tiếng, nàng mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng lại bị đẩy lui hai bước, trong lòng không khỏi run sợ. Nàng và Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đều là cửu phẩm thiên đế, hai bên nội tức cường độ không sai, quyết định chiến đấu thắng bại, liền xem mọi người trạng thái tinh thần, ý chí chiến đấu, khí vận mạnh yếu, hải đăng mạnh yếu các loại. Lúc này Thiên Pháp Lộ Nguyệt có luân hồi chúc phúc, mà lại thương thế lại hoàn toàn khỏi hẳn, huyết đồ xương bị thương không có tốt, lần này giao phong, nàng tự nhiên là rơi hạ phong. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hừ một tiếng, cong ngón búng ra, lại là một đạo kiếm khí chảm ra. Huyết đồ xương ngăn cản không nổi, trên thân thể bị chảm ra một đạo vết máu, máu tươi chảy ròng. Tiện nhân, trước ngươi không phải hết sức hung hăng càn quấy. Bây giờ làm sao hung hăng càn quấy không nổi rồi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt khinh thường cười lạnh, bàn tay lớn lại là vung lên, một cỗ cường đại nhân quả luật bao phủ toàn trường, hết thảy mộ táng cung đệ tử trên người dây thừng, liền tự động tách ra rơi xuống, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu cũng khôi phục tự do. Thiên Pháp Lộ Nguyệt như là trưởng khống hết thảy chúa tể, nhưng Diệp Thần nhìn thấy nàng cái kia bị cừu hận vặn vẹo ngũ quan, cảm thấy lặng lẽ một hồi. Huyết đồ xương chấn nộ, phẫn nộ quát tiện tì, ngươi thì tính là cái gì, bán mình cho luân hồi chi chủ, chẳng biết xấu hổ, đạt được một điểm chúc phúc, liền dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai rồi. Ta võ đạo, đến tinh trí thuần, không phụ thuộc bất luận cái gì người, ta võ đạo bất khuất, hôm nay nhất định trấn áp ngươi. Nàng vung lên phá quân thương, huyết quang thao thiên nổ tung, năng lượng cường đại bùng nổ, cuồng nhiên quang nện hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên băng thần võ kích. Huyết đồ xương hét lớn, tóc dài phất phới, phá quân thương thần uy thao thiên, như trời long đất lở, rung động cửu thiên thương khung, cực hạn phẫn nộ, nhường khóe mắt nàng cũng nứt ra, chảy ra huyết lệ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười lạnh, không sợ chút nào, nói còn muốn phản kháng, muốn chết. Nàng gọi ra thẩm phán chi kính, linh khí thôi động, thẩm phán chi kính bắn ra sáng chói bạch quang, bắn nhanh tại huyết đồ xương trên thân. Huyết đồ xương a một tiếng hét thảm, bị thẩm phán chi kính hào quang thiêu đến làn da cháy đen, chỗ ngực máu thịt be bét, thân thể bởi vì đau nhức mà run rẩy, trong tay phá quân thương kém chút rời tay rơi xuống. Thời khắc này Thiên Pháp Lộ Nguyệt, bởi vì có luân hồi chúc phúc, cho nên thẩm phán chi kính hào quang bên trong, mang theo vĩ đại luân hồi lực lượng. 10 điểm hừng hực khủng bố, chỉ nhất kích, liền đả thương nặng huyết đồ xương. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại vung ra một trường, đánh vào huyết đồ xương bộ ngực bên trên, người sau máu tươi cuồng phún, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra, sau đó hung hăng rơi xuống đất, kích thích đầy trời bụi mù, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, bộ dáng đã là 10 điểm chật vật. Thiên Pháp Lộ Nguyệt trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười, đó là báo thù tuyết hận ý cười, gần như điên cuồng. Nàng ngửa mặt lên trời cười ha ha, quát to. Người tới, đem tiện nhân kia quần áo lột, trước trà đạp nàng vạn lần, lại đem nàng băm cho chó ăn.
Mộ Táng Cung chúng đệ tử run lẩy bẩy, lại cũng không dám vi phạm Thiên Pháp Lộ Nguyệt mệnh lệnh, tả hữu liền có mấy cái đệ tử ra khỏi hàng, hướng Huyết Đồ Xương đi đến. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, đủ rồi. Hắn ngăn ở Thiên Pháp Lộ Nguyệt trước mặt, nói, Lộ Nguyệt, hà tất như thế? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, làm sao? Diệp Thần nói, ngươi xem một chút hình dạng của ngươi, vặn vẹo thành hình dáng ra sao, ngươi giết nàng chính là, hà tất ngược sát? Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngẩn ngơ, dùng thẩm phán chi kính chiếu chiếu chính mình, liền thấy mình diện mạo vặn vẹo, đầy mắt đều là cừu hận cảm xúc, gần như điên. Diệp Thần nói, người đã tin phụng thiên pháp, mong muốn dùng luật pháp thống trị thế giới, cho dù có cái gì thiên đại cừu hận, cũng không thể như này, bằng không ngươi về sau đạo tâm có thua thiệt, nhất định sinh tâm ma. Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn tỉnh ngộ, nói, đúng, Diệp Thần, ta sai rồi, bất quá tiện nhân kia. Diệp Thần nói, Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, bất quá này Huyết Đồ Xương làm nhiều việc ác, vẫn là muốn giết nàng. Huyết Đồ Xương vốn đã chờ chết, nhưng thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt gặp Diệp Thần như thế nói gì nghe nấy, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng lại dấy lên hy vọng sống sót, hướng về phía Diệp Thần lớn tiếng nói. Luân hồi chi chủ, ta là người võ tổ sư tôn bằng hữu, người không có thể giết ta. Diệp Thần hồi nhớ tới trước đây từng màn, Huyết Đồ Xương kém chút liền giết chết chính mình, đánh cực lại không nhận số, Huyết Long bởi vì nàng hao hết năng lượng mà ngủ say. Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu đều kém chút bị nàng giết chết, hắn thực sự khó mà tha thứ, nói. Đường là ngươi chọn lựa, Huyết Đồ Xương tiền bối, ta cho ngươi tối đa là một thống khoái, hoặc là, ngươi chính mình động thủ, cũng có thể miễn đi rất nhiều khổ sở. Hắn lấy ra Tiểu Đạo Thiên Kiếm, vứt xuống Huyết Đồ Xương trước mặt, có để cho nàng tự vận ý tứ. Huyết Đồ Xương thân thể run rẩy, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cái này đại cửu nhân cũng chưa chết. Nàng lại há chịu chết tại hắn đằng trước, đột nhiên hướng về phía bầu trời lớn tiếng kêu lên, thiên nhai đại ca, cứu ta. Nàng này tiếng kêu hạ xuống, toàn trường phải sợ hãi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hét lớn, không tốt, tiện nhân kia, nghĩ triệu hoán võ tổ. Dưới khiếp sợ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt vội vàng huy kiếm đâm ra, muốn trực tiếp đánh giết Huyết Đồ Xương, không cho nàng triệu hoán võ tổ cơ hội. Nhưng lúc này, bầu trời oanh long long một hồi vang. Một thanh vạn trượng cao cự kích chấn xuống mà xuống, võ đạo khí tức sục sôi, dung chuyển càn khôn sơn hà, ngăn trở Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhất kiếm, bảo vệ được Huyết Đồ Xương. Toàn trường rung động, cái kia cự kích, mông lung, cũng không là bình thường binh khí, lại là vĩ đại kỳ quan, phía trên mang theo đâm thủng bầu trời, ép bạo thiên đạo hào tình tráng trí, bá khí cực điểm. Một đạo thân ảnh, chậm rãi theo cự kích phía trước hiển hóa ra ngoài, thân thể khôi ngô hùng tráng. Sợi tóc như cuồng sư ngổn ngang không bị trói buộc, trên mặt mọc đầy râu ria, hai con ngươi như lôi điện sắc bén, chính là Thiên Chiêu Võ Thần, Võ Tổ Vũ Thiên Nhai. Võ Tổ vừa hàng lâm, mạnh mẽ võ đạo thần uy, liền phối hợp với sau lưng vĩ đại kỳ quan, bao phủ toàn trường, cũng rung động toàn trường. Võ Tổ Sư Tôn, Diệp Thần nhìn thấy Võ Tổ buông xuống, cũng là kinh hỉ chấn động vạn phần. Giờ phút này buông xuống Võ Tổ, thân ảnh có chút mông lung. Rõ ràng chẳng qua là một cái bóng mờ, hắn chân thân còn bị kẹt ở sụp đổ di tích cổ bên trong, nhưng cho dù là hư ảnh, uy thế cũng là tương đương bá khí. Võ Tổ đôi mắt, lại mang theo vô cùng trầm trọng cùng thần sắc thất vọng, còn có phẫn nộ, nhìn xem Huyết Đồ Xương, nói, Xương Nhi, ngươi bị cừu hận bóp méo. Huyết Đồ Xương chỉ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, hét lớn, thiên nhai đại ca, giúp ta giết nàng. Giết này tiện tì, ngươi thiên chiêu võ hồn kích, như thế vĩ đại. Muốn khoảnh khắc tiện tì liền như đổ heo chó a. Võ Tổ bi phẫn quát, đủ rồi. Huyết Đồ Xương ngẩn ngơ, toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Võ Tổ thân thể hơi hơi phát run lấy, trong ánh mắt thất vọng cực sâu, nói, ngươi không phải ta biết Xương Nhi, ngươi không phải. Huyết Đồ Xương ngốc ngốc xuất thần, nói, thiên nhai đại ca, ngươi. Liền ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Võ Tổ yên lặng không nói gì. Trong hốc mắt chỗ có cảm xúc đều tĩnh lặng thành cho, tầm mắt cuối cùng vừa nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nói, Võ Tổ Sư Tôn, ta hiểu ngươi. Hắn nhìn trời một chút Pháp Lộ Nguyệt, Thiên Pháp Lộ Nguyệt bị cừu hận vặn vẹo bộ dáng, hắn cũng vô cùng không thích. Quá cừu hận mãnh liệt, sẽ vặn vẹo đạo tâm tinh thần, hình thành tâm ma, dẫn phát đủ loại sa đọa ma chướng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt kéo Diệp Thần cánh tay, ôn nhu nói, thật xin lỗi.
Nàng lúc này cũng phát giác, chính mình trước kia bị cừu hận vặn vẹo quá sâu, may mắn nàng tại Diệp Thần đánh thức dưới, đã tỉnh ngộ. Nhưng huyết đồ xương, rõ ràng còn không có tỉnh ngộ, gương mặt ngũ quan còn là một bộ vặn vẹo bộ dáng. Võ Tổ thở dài một tiếng, hỏi, Diệp Thần, người gần đây được chứ? Diệp Thần nói, ta rất khỏe, sư tôn. Võ Tổ hơi có chút vui mừng cười cười, nói ta biết, ta từng một lần coi là, người sẽ bị không không thời không hắc ám thôn phệ, nhưng hiện tại xem ra, người đạo tâm rực rỡ vô địch, không có bất kỳ vật gì có thể thôn phệ ngươi, thậm chí, ngươi còn tư tưởng ra đạo thiên kiếm vĩ đại kỳ quan, ghê gớm. Diệp Thần nhìn một chút Võ Tổ sau lưng cự kích, cười nói, sư tôn khen ngợi, sự vĩ đại của ngươi kỳ quan, cũng rất là lợi hại. Võ Tổ cười nói, này nắm thiên chiêu võ hồn kích, ta ký thác vào phía trên tư tưởng, tối đa cũng chẳng qua là chọc thủng trời, nhưng ngươi lại muốn khác lập thiên đạo, ý nghĩ nhưng so với ta hung mãnh nhiều, ha ha, thật hy vọng có một ngày, thầy trò chúng ta có thể đoàn tụ a. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, nói, nhanh, sư tôn, chờ chuyện chỗ này kết, ta liền đi cứu ngươi. Ngươi cụ thể ở nơi nào, cho ta một tọa độ. Tuy nói hắn biết, Võ Tổ tại sụp đổ di tích cổ bên trong, nhưng sụp đổ di tích cổ lớn như vậy, không có cụ thể tọa độ, muốn tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Võ Tổ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết ta vị trí, tọa độ đến cùng là cái gì, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này a. Ta chân thân chịu cổ tinh môn đủ loại hạn chế, bị nhốt tại sụp đổ di tích cổ bên trong, chung quanh sụp đổ xương mù lại quá lớn, người ở trong đó, liền không biết cụ thể tọa độ. Diệp Thần cảm thấy không đành lòng, nói, sư tôn, người chịu khổ. Võ Tổ thoải mái cười một tiếng, nói, không sao, cổ tinh môn chỉ có thể hạn chế nhục thể của ta, hạn chế không được linh hồn của ta ý chí, nhưng tại chư thiên bay lượn, người không cần quá lo lắng. Diệp Thần nói, nhưng tiếp tục như thế, cũng cuối cùng không phải biện pháp, ta tổng muốn cứu ngươi thoát khốn, bây giờ Hiên Viên Vương xuất thế, hắn chính miệng đã nói với ta, hắn nghĩ đoạt xá ngươi. Hiên Viên Vương từng khoe khoang khoác lác, trong vòng nửa năm, hắn sẽ đoạt xá Võ Tổ, sau đó uy áp Diệp Thần. Hiên Viên Vương xem như đặc thù vĩ đại kỳ quan, hắn bây giờ chỉ có khái niệm pháp tướng, liền là một cái bóng mờ, cũng không có chân thực thân thể tồn tại, hắn mong muốn làm. Liền là đoạt xá Võ Tổ, chiếm cứ Võ Tổ thân thể. Võ Tổ gật đầu nói, ta biết, cái kia Hiên Viên Vương cũng đã nói với ta, trong vòng nửa năm sẽ đoạt xá ta, ha ha, nhưng hắn liền tọa độ của ta, cũng không biết ở nơi nào, khả năng nửa năm sau hắn cũng không tìm tới ta đây. Diệp Thần nói, sư tôn, ta hết sức lo lắng ngươi, chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, liền nhất định nghĩ biện pháp đi cứu ngươi. Võ Tổ lắc lắc đầu nói, không thể lỗ mãng. Sụp đổ di tích cổ khắp nơi bao phủ sụp đổ sương mù, bình thường thiên đế tiến đến, đều có thể phải bỏ mạng, người bây giờ liền muốn cứu ta, gắn liền với thời gian còn sớm, không cần gấp tại nhất thời, thật tốt tu luyện một thời gian rồi nói sau. Diệp Thần nói, sư tôn. Võ Tổ thở dài một tiếng, tầm mắt lại nhìn một chút huyết đồ xương, nói, này người là bằng hữu của ta, nàng chịu cừu hận vặn vẹo quá sâu, cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền toái, ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Diệp Thần nói, không sao. Võ Tổ nói, ta chuẩn bị mang nàng rời đi, không biết ngươi có thể cho phép. Thật xin lỗi. Diệp Thần nói, có khả năng, sư tôn ngươi mang nàng đi là được. Tuy nói Diệp Thần cùng huyết đồ xương ở giữa, bạo phát rất nhiều tranh đấu mâu thuẫn, nhưng nếu Võ Tổ mở ra khẩu, hắn cũng không dễ truy cứu tiếp nữa. Võ Tổ nhìn xem huyết đồ xương, đầy mắt bị yêu, hắn là coi nàng là thành thân muội tử. Nhưng nàng bị cừu hận vặn vẹo lợi hại như vậy, hắn trong lòng 10 điểm thương cảm. Nhưng hắn tổng cũng không thể nhìn huyết đồ xương chết rồi, hiện tại liền trầm giọng nói, xương nhi, luân hồi chi chủ thả ngươi rời đi, ngươi còn không mau đa tạ người ta. Huyết đồ xương thấy thiên pháp lộ nguyệt kéo Diệp Thần tay, hai người một bộ thân mật ôn nhu, khắc cốt lưu luyến bộ dáng, nội tâm của nàng liền dâng lên vô hạn bi phẫn. Bây giờ nàng như chó nhà có tang, hình dung chật vật. Cùng hai người lại là ngày đêm khác biệt, mà lại nàng huyết đồ phái đệ tử, đều ở nơi này nhìn xem, nàng cái này đường đường trưởng giáo, lại là một điểm mặt mũi cũng không có. Nàng cố nén nước mắt, hướng Diệp Thần nói, đa tạ luân hồi chi chủ ân không giết. Võ Tổ nói, còn có nói xin lỗi đâu. Huyết đồ xương cắn môi một cái, ủy khuất phía dưới, nước mắt vẫn là nhìn không được rớt xuống, nói ta có nhiều mạo phạm, có
còn mời luân hồi chi chủ thứ tội. Diệp Thần im lặng không nói lời nào. Võ Tổ gật gật đầu, thấy Huyết Đồ Xương chịu nhận lầm, nghĩ thầm nàng hẳn là còn có thể cứu, không đến mức hoàn toàn bị cừu hận vặn vẹo che đậy tâm trí, liền lo lắng hỏi, ngươi thương thế có nặng không? Huyết Đồ Xương nghe được Võ Tổ quan tâm, ban đầu chẳng qua là rơi nước mắt, lần này liền không nhịn được nức nở lên tiếng, không nói gì với nhau. Võ Tổ thở dài một tiếng, tay cầm vừa nắm, một cái thiên đạo khối Rubik hư ảnh, liền trong tay hắn hiển hiện. Nhìn thấy Võ Tổ trong tay hiển hóa thiên đạo khối Rubik hư ảnh, toàn trường người đều là đại chấn. A, à, Võ Tổ không hổ là thiên chiêu võ thần, vậy mà tay không hiển hóa thiên đạo sao? Hắn đã được đến thiên đạo đại tạo hóa chúc phúc. Cổ tinh môn thật sự là dã tâm thao thiên A, lại muốn đi săn Võ Tổ. Một khi bọn hắn thành công, Hiên Viên Vương có Võ Tổ thân thể, vậy thì thật là tung hoành chư thiên vô địch. Võ Tổ cũng không có quản ở đây tiếng nghị luận, đem trong tay thiên đạo khối Rubik hư ảnh, đánh vào Huyết Đồ Xương trong đầu. Ông một tiếng, Huyết Đồ Xương thân thể run lên, trong nháy mắt liền đạt được thiên đạo chúc phúc, ban đầu trọng thương thân thể hư nhược, cấp tốc khôi phục lại, trạng thái tinh thần lập tức no đủ. Đi thôi, cùng ta trở về. Võ Tổ nói ra, hư ảnh thân ảnh đã sắp muốn tiêu tán, hắn gọi ra thiên đạo khối Rubik năng lượng, vì Huyết Đồ Xương chữa thương, tự thân cũng là hao phí to lớn. Huyết Đồ Xương tầm mắt lại là biến đến mức dị thường lăng lệ phong duệ, nói thiên nhai đại ca, ta không đi, ta còn có chuyện phải giải quyết. Này tiện tỳ không giết chết, khó tiết mối hận trong lòng ta. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Pháp Lộ Nguyệt, thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Diệp Thần một bộ thân thuộc trung tình bộ dáng, nội tâm của nàng ngoại trừ cừu hận bên ngoài, liền bay lên thao thiên chua xót cùng ghen ghét. Ta muốn giết đôi cẩu nam nữ này. Trong nội tâm nàng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Cuồng bạo cừu hận, kịch liệt ghen ghét, tại Huyết Đồ Xương trên thân xen lẫn, trên người nàng bắn ra một cỗ kinh thiên huyết mang, xông thẳng tới chân trời, rung động càn khôn. Xương Nhi, ngươi muốn làm gì? Lần này nổi lên biến cố, Võ Tổ rất đỗi chấn động. Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tướng liếc mắt một cái, thầm nghĩ không tốt. Chỉ thấy Huyết Đồ Xương nhếch nhếch miệng, cừu hận bóp méo nàng ngũ quan, nàng rút ra bên hông bội đao, cắt vỡ lòng bàn tay của mình, đại lượng máu tươi phun ra, hết thảy huyết dịch toàn bộ chiếu xuống Ma Hoàng Điện quảng trường trên tế đàn. Hồi hồn thôn phệ trận, mở ra đi. Huyết Đồ Xương phát ra sâu lắng oán độc thanh âm, theo nàng máu tươi vùng vãi tế đàn, mỗ tòa đại trận bị xúc động, toàn bộ Ma Hoàng Điện cung thành bên trong, mặt đất khắp nơi trận văn sáng lên, trận pháp đường cong cũng đi theo lần lượt sáng lên, máu tươi của nàng thẩm thấu chảy vào đi, như một cái kíp nổ, ào 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 nở rộ huyết quang, động đến viễn cổ tà ác ô uế cùng sát khí. Đó là hồi hồn thôn phệ trận, đặc biệt nhằm vào luân hồi chi chủ trận pháp. Giờ phút này, Huyết Đồ Xương thế mà khởi động hồi hồn thôn phệ trận. Trong lòng nàng, Diệp Thần là hết thảy kẻ cầm đầu, là Diệp Thần cứu được Thiên Pháp Lộ Nguyệt, vì Thiên Pháp Lộ Nguyệt mang đến luân hồi tạo hóa chúc phúc. Chỉ cần giết Diệp Thần, Thiên Pháp Lộ Nguyệt hải đang sụp đổ, luân hồi chúc phúc diệt vong, cái kia cả người đều muốn đi theo tiêu vong, nàng lại nghĩ động thủ giết người báo thù, vậy liền dễ như trở bàn tay. Oanh long long! Trong lòng đất, Thi Uyên cái kia viên to lớn khủng bố thi cầu, đột phá mặt đất bày ra, to lớn khủng bố thi cầu chậm rãi chuyển động, phía trên xếp thi thể, hóa thành ô uế hắc ám năng lượng, thẩm thấu vào hồi hồn thôn vệ trận bên trong. Cả tòa hồi hồn thôn vệ trận điên cuồng chuyển động, toát ra tà mang, cổ lão, sâu lắng, ô uế, tà ác, khủng bố, tội nghiệt các loại năng lượng khí tức, không ngừng chuyển động, nửa đêm bầu trời truyền đến trận trận âm hiểm cười âm thanh, có vô tận âm hồn tại trong thiên địa sinh ra, âm phong vù vù, khiến cho người dùng mình. Tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy ngàn ngàn vạn vạn đầu âm hồn, theo trong trận pháp bạo phát đi ra, rát rát khặc khặc rít lên lấy, một mạch hướng Diệp Thần đánh giết mà đi. Diệp Thần khẽ cắn môi, vô ý thức buông ra Thiên Pháp Lộ Nguyệt tay, cũng đưa nàng đẩy đi ra. Hiu hiu hiu, ngàn ngàn vạn vạn âm hồn, lập tức đánh giết đến Diệp Thần trên thân, bóng tối vô tận cùng tà ác, như nồng đậm sương mù, trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Võ Tổ hoảng hốt nói, không, Xương Nhi, dừng tay cho ta. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Huyết Đồ Xương, trăm triệu không nghĩ tới, nàng trước một bước còn cùng Diệp Thần nói xin lỗi nhận lầm. Bước kế tiếp liền động sát thủ, mở ra hồi hồn thôn phệ trận, muốn đem Diệp Thần triệt để thôn phệ.
Vừa mới võ tổ gọi ra thiên đạo khối Rubik hư ảnh, năng lượng tiêu hao rất lớn, lúc này đã vô pháp ngăn cản. Huyết đồ xương khóe miệng mang theo tàn khốc ý cười, đôi mắt bên trong tràn đầy âm tàn, nghĩ đến chỉ muốn giết chết Diệp Thần, thiên pháp lộ nguyệt hải đang sụp đổ, nàng lại giết thiên pháp lộ nguyệt, vậy liền dễ như trở bàn tay. Vô tận âm hồn mang theo kinh thiên thi khí, triệt để đem Diệp Thần che hết, toàn trường người thấy cảnh này, tất cả đều kinh hãi, chỉ cho là Diệp Thần muốn chết. Diệp Thần, tiện nhân, người đáng chết. Một bên thiên pháp lộ nguyệt, thấy thế cũng là kinh hãi vạn phần, vội vàng thôi động thẩm phán chi kính, hung hãn kính quang bạo sát mà ra, hướng về huyết đồ xương xỏ xuyên qua mà đi. Nhưng lúc này huyết đồ xương, đi qua võ tổ trị liệu, trạng thái đã khôi phục, hừ một tiếng, vung lên huyết đồ phá quân thương, liền phá hết thiên pháp lộ nguyệt kính quang. Tiếp theo sát, nàng e sợ cho Diệp Thần bất tử, khom lưng đem trường thương trong tay ném mạnh ra ngoài. Lúc này Diệp Thần, bị muôn vàn âm hồn bao phủ, những cái kia âm hồn ngưng tụ thành một cái hắc ám vết chai, đưa hắn một mực vây khốn. Xuy, nương theo lấy một tiếng bén nhọn nổ đùng, huyết đồ xương trong tay phá quân thương, liền mang theo bẻ gãy nghiền nát, nối liền trời đất, ép bạo hết thảy rực rỡ võ đạo khí thế, xuyên thủng không khí bắn thẳng về phía cái kia viên hắc ám vết chai, muốn đem vết chai bên trong Diệp Thần trực tiếp xỏ xuyên qua đánh giết. Oanh, hắc ám vết chai phá toái, lộ ra bên trong Diệp Thần thân ảnh. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lúc này Diệp Thần thân ảnh, vẫn là vĩ ngạn thẳng tắp, cũng không có lọt vào muôn vàn âm hồn thôn phệ từng bước xâm chiếm, hắn đôi mắt mang theo vô tận băng lãnh, nhìn xem huyết đồ xương bay vụt mà đến phá quân thương, vươn tay, bộp một tiếng, liền tóm lấy báng thương. Cả thanh huyết đồ phá quân thương, bị Diệp Thần một mực nắm trong tay, như khảm nạm, rốt cuộc không thể động đậy, trên thân thương mang theo kinh thiên võ đạo uy lực. Dọc theo Diệp Thần thân thể truyền thâu đến dưới chân hắn sàn nhà, răng rắc một hồi nổ vang, ma hoàng điện sàn nhà triệt để đập tan. Không chỉ như vậy, cái kia mạnh mẽ phá hư lực trùng kích, tràn ra, toàn bộ cổ ma huyết đảo, đại địa bản khối triệt để nổ tung, to lớn hòn đảo phân giải thành từng khối phá toái đảo nhỏ, huyết hải kinh đảo hải lãng bùng nổ, biển động bao phủ, chấn nhân tâm phách. Huyết đồ xương một kích toàn lực, quả thực là trời long đất lở, dung chuyển càn khôn. Nhưng mạnh mẽ như vậy nhất kích, thế mà bị Diệp Thần tiếp nhận. Tất cả mọi người, đều lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Không, không có khả năng. Huyết đồ xương cũng là bối rối, nàng một kích toàn lực, đủ để xỏ xuyên qua tinh hà vạn giới. Dự đoán Diệp Thần không quan trọng một cái thiên nguyên cảnh trung vị thần, cũng ngăn cản không nổi. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại tiếp nhận. Nhìn kỹ lại, Diệp Thần trên thân. Nhấp nhô vũ trụ mệnh cách hào quang, thời gian huyền bí, không gian huyền diệu, ở trên người hắn xen lẫn thành phù văn cổ xưa, nhưng khí tức của hắn, không ngừng bão táp đột tiến, vượt rất xa thiên nguyên cảnh phạm trù. Hắn thoạt nhìn tựa như là một tôn thiên đế. Đây là đạo thiên đế Lạc Phi Thiên khí tức. Nguyên lai tại khẩn cấp nhất trước mắt, Lạc Phi Thiên mượn lực cho Diệp Thần. Lúc này luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên hai tay nâng lên. Thần hồn năng lượng toàn bộ quán chú đến Diệp Thần trên thân, hắn gương mặt tái nhợt, vô cùng tiều tụy nói. Mộ chủ, tốc chiến tốc thắng, ta không xong rồi. Một luồng kiếp hỏa, theo Lạc Phi Thiên trong cơ thể dâng lên, đó là thiên kiếp chi hỏa, muốn đem hắn đốt nốt thành tro. Hắn là mang theo thiên tội người, đã từng nương theo đấu chiến thần đạp thiên lăng tiêu, cuối cùng làm tức giận thiên đạo, bị hạ xuống thiên phạt, cửu thiên cương phong đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn bây giờ mượn lực cho Diệp Thần, việc xảy ra gấp, nhân quả không mang theo bất luận cái gì che lấp, lập tức liền xúc động thiên cơ, thiên đạo đã khóa chặt hắn tồn tại, giáng xuống thần phạt, kiếp hỏa muốn đem hắn đốt nốt thành tro. Tiền bối, chịu đựng. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt huyết đồ phá quân thương, vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm huyết đồ xương, đem trường thương trong tay phản ném ra đi, trực chỉ phía sau đầu. Huyết đồ xương bối rối. Không nghĩ tới Diệp Thần lại có lực lượng phản kích. Võ tổ nhìn thấy huyết đồ xương gặp nguy hiểm, vô ý thức liền đứng ra, phốc một tiếng, hắn lồng ngực bị phá quân thương xỏ xuyên qua, thần hồn thân thể kịch liệt lắc lư, cấp tốc trở nên mơ hồ, gần như tiêu tán. Võ tổ sư tôn. Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới võ tổ thế mà sẽ thay huyết đồ xương cản thương. Tuy nói võ tổ này đạo thân thân thể, cũng không phải là chân thân, chẳng qua là một đạo thần hồn hư ảnh phân thân. Nhưng nếu như thụ trọng thương,
hắn chân thân cũng sẽ nhận nghiêm trọng cắn trả ảnh hưởng. Thiên nhai đại ca, Huyết Đồ Xương thấy thế, cũng là rất đỗi chấn động, sau đó lại cực kỳ oán độc nhìn xem Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đều là các ngươi đôi cẩu nam nữ này làm hại. Nàng dưới cơn thịnh nộ, lại thôi động hồi hồn thôn phệ trận, trong trận pháp nổ lên đạo đạo âm hồn ác quỷ, mãnh liệt hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần gặp nàng còn muốn động thủ, cảm thấy rất đỗi chấn nộ nén giận, nói, ngươi còn muốn động thủ, thật sự là bức ta giết ngươi. Luân hồi mộ táng công, mở. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên hét to, sau lưng Diệp Thần, khí lưu oanh long long nổ vang, xuất hiện một đạo xưa cũ lạnh lùng luân hồi chi bàn. Này đạo luân hồi chi bàn, là luân hồi pháp khí tượng biểu tượng, nhưng lúc này Diệp Thần hiển hóa ra luân hồi chi bàn, uy thế cho dù thắng dĩ vãng, mang theo một cỗ chôn táng thiên địa khí tức khủng bố. Đó là luân hồi mộ táng công khí tức. Cái gì, luân hồi mộ táng công, ngươi? Huyết Đồ Xương quá sợ hãi, luân hồi mộ táng công là mộ táng cung trọng yếu nhất tuyệt học, cùng sở hữu 9 tầng nhiều, phức tạp ảo diệu, cũng là thiên tổ vĩ đại kiệt tác, truyền thuyết tu luyện tới tầng thứ 9, thậm chí có thể mai táng phạm thiên, trở vĩ đại bất hủ chí cao tồn tại. Môn này luân hồi mộ táng công, vạn cổ đến nay, không không lúc nào không thiên tổ người đời sau, không có một cái nào có thể luyện thành, coi như là Huyết Đồ Xương cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cũng là liền cánh cửa đều không sợ đến. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại đã luyện thành. Hắn đem luân hồi mộ táng công mai táng áo nghĩa, đúc nóng đến luân hồi chi bàn bên trong, luân hồi chi bàn khí tượng, liền so dĩ vãng mãnh liệt nổ tung rất nhiều, quả thực là muốn bao phủ hết thảy, mai táng hết thảy. Luân hồi mộ táng công 9 tầng, táng địa, táng thiên, táng hư, táng hồn, táng thần, táng nhân quả, táng sinh tử, táng vận mệnh, táng bất hủ, Diệp Thần liền tầng thứ nhất đều không có đi đến. Hắn hiện tại chỉ tính là vừa vặn bước vào cánh cửa, vừa mới lĩnh ngộ cái kia cỗ chôn táng thiên địa, yên diệt càn khôn vĩ đại áo nghĩa pháp tắc, chỉ tính tu luyện ra một chút gia lông. Nhưng chính là điểm này gia lông, lại là kinh thiên động địa, Huyết Đồ Xương nhìn xem cái kia oanh long long chuyển động luân hồi chi bàn, triệt để rung động. Chỉ thấy luân hồi chi bàn bên trong, có một vệt kinh khủng pháp tướng, đó là một đạo già nua bóng người, thân mặc trường bào, đầu đội mũ trùm. Thấy không rõ mặt mũi của hắn, hai tay của hắn hiện ra kéo ra tư thái, phảng phất tại nhìn xuống thiên địa, bế nghễ càn khôn. Cái kia lại là thiên tổ pháp tướng. Luân hồi mộ táng công sau khi luyện thành, liền có cơ hội câu thông thiên tổ. Hiện tại Diệp Thần bước vào cánh cửa, mặc dù vẫn không có thể chân chính câu thông thiên tổ, nhưng đã có khả năng hiển hóa ra thiên tổ vĩ đại pháp tướng. Này đạo vĩ đại pháp tướng, mông lung, 10 điểm phai mờ. Nhưng mang cho người ta trùng kích rung động, là vô cùng mãnh liệt, thiên đế nhìn thấy cái này đạo pháp tướng, đều muốn sụp đổ. Đó là chí cao vô thượng tồn tại, là thiên tổ vĩ đại thân ảnh, luân hồi chi bàn tại chuyển động, thiên tổ thân ảnh lại vĩnh hằng bất động, phảng phất một đạo vĩnh không tiêu diệt đồ đằng. Liên Diệp Thần chính mình, đều không dám nhìn thẳng này đạo đồ đằng ẩn chứa khủng bố nội tình, thực sự quá mãnh liệt, bất luận cái gì nhìn thẳng người đều phải bị nghiền ép. Răng rắc, Diệp Thần thôi động luân hồi chi bàn, tại luân hồi mộ táng công cùng thiên tổ pháp tướng trợ lực dưới, toàn bộ luân hồi chi bàn, bạo phát ra kinh thế kinh khủng thôn phệ chi lực, chung quanh ngàn ngàn vạn vạn âm hồn, toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm, bị hấp thụ đến luân hồi chi bàn bên trong đi, tại chậm rãi chuyển động luân hồi chi bàn bên trong, bị xay nghiền thành hư vô. Ở đây đồ sát người, sâu uyên ma tộc đệ tử, cũng là thân bất do kỷ. Từng cái bị hút tới luân hồi chi bàn bên trong đi, thân thể của bọn hắn, bị xoắn nát thành bọt máu, cuối cùng thành tẩm bổ Diệp Thần chất dinh dưỡng. Đây là luân hồi mộ táng công. Trời ạ, làm sao có thể có người có thể luyện thành. Mộng ma tôn giả phát ra tiếng kêu kinh hãi, dùng hắn thiên đế chi thân, hắn thế mà cũng ngăn không được luân hồi chi bàn thôn phệ, bỗng chốc bị hút đi qua, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn thiên đế thân thể đều bị xoắn nát. Ở ngoại vi sâu uyên ma tộc cùng Huyết Đồ đám người, kinh hãi vạn phần, vô cùng kinh khủng nhìn xem Diệp Thần, phảng phất tại nhìn xem một tôn xẻ thịt thiên hạ ma thần, bọn hắn không còn dám lưu lại, hoảng sợ gào khóc tứ tán chạy trốn. Huyết Đồ Lăng Vân thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng chạy trốn. Mà Huyết Đồ Xương, nàng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự hấp lực truyền đến, cả người liền hướng luân hồi chi bàn bay đi, nàng a một tiếng rít gào lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Biết mình một khi bị hút vào luân hồi chi bàn, chỉ có bị xoắn nát thôn vệ xuống chàng. Nhưng ngay lúc này,
một đầu dày rộng bàn tay lớn, nắm thật chặt cánh tay của nàng, không cho nàng bị luân hồi chi bàn thôn phệ. Đó là võ tổ. Thời khắc này võ tổ, cắn chặt răng, thần hồn thân thể cơ hồ muốn hỏng mất, trên thân còn quán xuyên cái kia nắm phá quân thương. Thiên nhai đại ca. Huyết đồ xương đổ rào rào nước mắt chảy ròng, trong lòng rất đỗi chấn động, lại là hổ thẹn cùng không đành lòng. Diệp thần cũng là lấy làm kinh hãi, nói, võ tổ sư tôn, buông tay đi. Võ tổ nói, Diệp thần, cho nàng một cái chuộc tội cơ hội, ta sẽ thật tốt dạy bảo nàng. Diệp thần tầm mắt lóe lên mọi loại phức tạp cảm xúc, thân thể khẽ run, nói, sư tôn, ngươi thích nàng. Võ tổ lắc đầu nói, không có, ta say mê võ đạo, không có có nhiều như vậy nhi nữ tư tình, chỉ bất quá, Sương Nhi là bạn tốt của ta, nàng bồi bạn ta rất lâu, ta xem nàng như thành thân muội tử, ta không đành lòng nhìn xem nàng chết. Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng bị cừu hận vặn vẹo, lại đến nghiêm trọng như vậy mức độ. Ngươi yên tâm. Chờ sau khi trở về, ta nhất định sẽ thật tốt trừng phạt nàng, chỉ cầu ngươi tha thứ nàng một mạng. Diệp thần thấy võ tổ như thế tình chân ý thiết cầu tình, cũng là không thể làm gì, cắn răng nói tốt, võ tổ sư tôn, ta cho ngươi một lần mặt mũi. Lần sau nàng nếu là lại mạo phạm ta, ta đều giết không tha. Dứt lời, Diệp thần thu hồi luân hồi chi bàn, thân thể của hắn ông ông tác hưởng, kim quang sáng chói bắn ra. Vừa mới cắn giết thôn vệ rất nhiều sâu uyên ma tộc cùng huyết đồ người, thậm chí có mộng ma tôn giả cái này thiên đế, hắn đạt được to lớn tẩm bổ, tu vi trực tiếp liền tăng lên tới thiên nguyên cảnh 6 tầng trời đỉnh phong mức độ. Nếu như lại thôn vệ huyết đồ xương, hắn tu vi khả năng còn có khả năng đột phá. Bất quá, hắn nể tình võ tổ, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha huyết đồ xương. Không có sao chứ. Thiên pháp lộ nguyệt ôn nhu đi đến Diệp thần bên người. Ma lau lấy hắn kiên cố lồng ngực, ôn nhu hỏi. Diệp thần có thể luyện thành luân hồi mộ táng công, nàng cũng 10 điểm chấn kinh, nhưng nàng cũng biết, luân hồi mộ táng công là đỉnh cấp thần công, thi triển cũng không dễ dàng, rất có thể cắn trả tự thân, dẫn đến tự thân cũng gặp mai táng. Diệp thần nhếch nhếch miệng, sờ lên tóc của nàng, nói, không có việc gì. Hắn lúc này trong ngũ tạng lục phủ, đích thật là mơ hồ thấy có rút đau đớn, đó là thi triển luân hồi mộ táng công di chứng. Cắn trả là có chút nghiêm trọng, nhưng may mắn hắn lúc này tu vi lại đột phá tấn thăng, trong đan điền linh khí cuồn cuộn, đối vọt lên này cắn trả tác dụng phụ, toàn thể cũng không lo ngại. Huyết đồ xương không tiếp tục bị luân hồi chi bàn thôn phệ, theo trong quỷ môn quan đi về tới, nàng ngốc ngốc nhìn xem Diệp thần cùng thiên pháp lộ nguyệt nhu tình lưu luyến bộ dáng, lại nghe được vừa mới võ tổ nói thẳng, chưa từng có ưa thích qua nàng, chẳng qua là coi nàng là thành thân muội tử. Nội tâm của nàng liền bay lên một cỗ to lớn chua xót, ghen ghét cùng phẫn hận. Đi thôi. Võ tổ đem sỏ xuyên qua thân thể phá quân thương rút ra, cắn răng, dày rộng tay nắm lấy huyết đồ xương phần gáy cổ áo, như diều hâu vồ gà con, mang theo nàng hướng không trung bay đi. Huyết đồ xương như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn phía dưới vô tận huyết hải, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, huyết đồ phái nghe lệnh, mở ra tinh hồng quỷ quan, không tiếc đại giới, thay ta báo thù. Võ tổ ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới, ở thời điểm này, huyết đồ xương thế mà còn muốn lấy báo thù. Huyết đồ xương lộ ra một vệt biểu tình dữ tợn, thừa dịp võ tổ còn không có phản ứng lại, vội vàng xé mở không gian, cùng võ tổ rời đi. Diệp thần nghe được huyết đồ xương vừa mới lời nói, cực kỳ chấn động, nói tinh hồng quỷ quan. Đây là vật gì, cái tên này, còn không chịu hết hy vọng. Mộ táng cung trong hàng đệ tử, thiên pháp sung cuống quyết đi ra. Nói ra, luân hồi chi chủ thỉnh an tâm, cái kia tinh hồng quỷ quan, sớm đã bị huyết đồ phái hiến tặng cho sâu uyên ma tộc, bọn hắn không có năng lực lại lật trời. Diệp thần cảm thấy hơi định, nói, phải không? Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên cũng đến cực hạn, thần hồn của hắn thân thể, triệt để bị cướp hỏa nuốt hết, lộ ra một vệt tiêu tan nụ cười, nói. Mộ chủ, may mắn ngươi không có xảy ra việc gì, ta có thể an tâm đi. Ta vũ trụ mệnh cách, người tốt nhất kế thừa, tương lai có một ngày, có lẽ chúng ta có thể tại thời gian phần cuối gặp lại. Soạt. Nói xong, thần hồn của Lạc Phi Thiên, liền triệt để bị cướp hỏa đốt cháy thành cho bụi, chỉ có một khỏa xá lợi tử rớt xuống, đó là mặc khác vũ trụ mệnh cách xá lợi. Tiền bối. Diệp thần một hồi động dung, lần này có thể hạ gục huyết đồ xương, may mắn mà có Lạc Phi Thiên trợ lực, lúc này thấy Lạc Phi Thiên thần hồn yên diệt. Hắn tự nhiên là có chút không đành lòng. Lạc Phi Thiên linh khí,
cũng triệt để theo Diệp Thần trong kinh mạch từ từ tiêu tán. Diệp Thần chợt cảm thấy đột nhiên trống rỗng, không có sức lực, váng đầu huyễn, kém chút té ngã. Thiên Pháp Lộ Nguyệt yên lặng đỡ lấy hắn. Lúc này, chỉ thấy hòn đảo bên ngoài, một đám người trùng trùng điệp điệp, vọt vào. Cầm đầu, là Long Thần Thiên Uyên đảo Đông đảo chủ Long Vấn Thiên, Tây đảo chủ Long Tuyết Hiên cũng tới, còn có thật nhiều Long tộc cường giả, cùng với Mộ Táng Cung tinh nhuệ cường giả, rất nhiều cao tầng hộ pháp trưởng lão các loại, tràng diện hạo đại. Trong đội ngũ, lại có thật nhiều Huyết Đồ phái tù binh, Huyết Đồ Lăng Vân cũng tại, rõ ràng bọn hắn vừa mới chạy đi thời điểm, liền bị thủ tại người bên ngoài bắt lấy. Long Vấn Thiên lớn tiếng hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, các ngươi không có sao chứ? Một cái Mộ Táng Cung trưởng lão vội vàng tiến lên, quỳ gối Thiên Pháp Lộ Nguyệt trước mặt, nói, thuộc hạ Thiên Pháp phong trần, cứu giá chậm trễ, còn mời cung chủ thứ tội. Nguyên lai Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, bị nhốt tại cổ ma huyết đảo bên trên, Long Vấn Thiên cùng Mộ Táng Cung bên kia, thấy tình thế không ổn, liền dẫn người chạy đến mong muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng Huyết Đồ Xương bày ra phong tỏa, dùng Huyết Đồ phá quân thương vì trận, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá giải. Dù sao Huyết Đồ phá quân thương, chính là thiên tổ chế tạo thần binh, huyết sát bừng bừng, hết sức lợi hại, dùng cái này thương bày ra phong tỏa, thiên đế đều khó mà đột phá. Tận đến giờ phút này, Huyết Đồ Xương bị võ tổ mang đi, bọn hắn mới có thể thuận lợi tiến đến. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tại Diệp Thần trước mặt ôn nhu, nhưng ở Mộ Táng Cung thuộc hạ trước mặt, thì là một bộ uy nghiêm cẩn thận bộ dáng, nói, trước trở về rồi hãy nói. Thiên Pháp Phong Trần nói, đúng. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, một số người quét dọn chiến trường, một số người đi tiêu diệt Huyết Đồ phái cùng Sâu Uyên ma tộc còn sót lại thế lực, Thiên Pháp Phong Trần, Long Vấn Thiên, Long Tuyết Hiên đám người, thì vây quanh Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, trở về Mộ Táng Cung. Diệp Thần tại mọi người chen chúc dưới, đi tới huyết hải phần cuối núi Tuyết Đại Lục, Mộ Táng Cung liền kiến tạo ở đây. Hắn đạp vào núi Tuyết Đại Lục, tầm mắt xuyên thấu cái kia tòa thật to núi tuyết, trực vào mây trời. Ngọn núi kia cũng không tầm thường, nó có kỳ lạ màu đỏ như máu hoa văn, tựa như là vô số tuế nguyệt bên trong tích tụ xuống tới dấu vết, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Tại núi tuyết phía dưới, Mộ Táng Cung từng mảnh cung điện, một tòa tòa cổ xưa kiến trúc, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Cùng chung quanh núi tuyết khác biệt, cái kia một tòa tòa cung điện tản mát ra một loại âm u mà uy nghiêm khí tức. Nó mỗi một khối đá đều phảng phất tại nói nhỏ, giảng thuật vạn cổ tang thương. Người tới, trước mang luân hồi chi chủ đi nghỉ ngơi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt phân phó, vừa mềm tiếng hướng Diệp Thần nói, người nghỉ ngơi thật tốt, sự tình phía sau, liền giao cho ta. Diệp Thần ừ một tiếng, cổ ma huyết đảo một trận chiến, hắn tiêu hao 10 điểm to lớn, cũng đích thật là cần nghỉ ngơi. Mộ Táng Cung thủ tịch trưởng lão, rất cung kính dẫn Diệp Thần, đi đến một chỗ yên lặng trong tẩm cung nghỉ ngơi. Diệp Thần căng cứng tinh thần, thoáng trầm tĩnh lại, tính toán cổ ma huyết đảo một trận chiến được mất. Này một trận chiến, hắn tổn thất không thể nghi ngờ là thảm trọng. Huyết Đồ Xương quá mức mạnh mẽ, Diệp Thần cùng nàng tranh đấu, trước sau không biết đã trải qua nhiều ít khó khăn trắc trở, Huyết Long tại trong lúc kích chiến, trả giá quá lớn, đã lâm vào ngủ say, Lạc Phi Thiên thậm chí hồn phi phách tán. Đao Phong Nữ Hoàng cùng Tiểu Cấm Yêu, đồng dạng không dễ chịu, bọn hắn gặp to lớn trọng kích cùng bị thương, thậm chí thương tới căn cơ, chỉ sợ cần nhất đoạn thời gian dài rằng giặc đi điều dưỡng. Chỉ có thể nói, tay cầm Huyết Đồ phá quân thương đồ sát xương, thực sự quá khủng bố, Diệp Thần cuối cùng có thể thắng, thật sự là bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn. Hắn bây giờ, cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tính mệnh giao hòa, đồng sinh cộng tử, lây dính trước nay chưa có lớn đại nhân quả ràng buộc, vận mệnh đã không nữa độc lập, mong muốn một lần nữa độc lập trưởng khống vận mệnh, trừ phi hắn có thể hoàn toàn thức tỉnh thần giáp mệnh tinh. Bất quá này một trận chiến, Diệp Thần thu hoạch cũng là to lớn, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thành nữ nhân của hắn. Dùng sau luân hồi trận doanh liền có hơn một cái mạnh mẽ trợ lực, hắn cũng học thành Mộ Táng Cung rất nhiều tuyệt học, đặc biệt là luân hồi Mộ Táng Công. Môn thần công này, tiềm lực quá mức khủng bố, Diệp Thần chỉ là vừa mới sờ đến cánh cửa, liền tầng thứ nhất đều không tính luyện thành, liền có thể bộc phát ra đủ để rung động thiên đế khí tượng, nếu là thật luyện đến đỉnh phong nhất tầng thứ 9, có lẽ thật có cơ hội mai táng Phạm Thiên, mai táng chờ bất hủ tồn tại. Này một trận chiến. Hắn trọng thương Huyết Đồ Xương, Huyết Đồ phái tinh thần hải đăng, coi như là triệt để hỏng mất, về sau cũng lật không nổi cái gì gợn sóng.
Cái kia không có huyết đồ phái trợ lực, phía sau hắn muốn đối phó sâu uyên ma tộc, chiếm lấy chu tước mảnh vỡ, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Mà lại, hắn cũng nhìn được võ tổ, xác định phía sau mục tiêu, liền là đi giải cứu võ tổ. Võ tổ chịu cổ tinh môn vây khốn, đã rất lâu rồi, Diệp Thần lúc này đã luyện thành luân hồi mộ táng công, tu vi cùng khí vận tiến nhanh, hắn tính toán đợi cầm tới chu tước mảnh vỡ, giải quyết hết sâu uyên ma tộc về sau, liền tay đi cứu vớt võ tổ. Cổ tinh môn, Hiên Viên Vương, hắn tin tưởng dùng chính mình thực lực cùng thế lực, đầy đủ đi va vào. Thiên đầu vạn tự, Diệp Thần suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng xuống tới. Bước kế tiếp, liền là tiêu diệt sâu giá uyên ma tộc, chiếm lấy chu tước mảnh vỡ. Lại một bước, liền là diệt trừ cổ tinh môn, chấn sát Hiên Viên Vương, đem võ tổ cứu ra. Diệp Thần xuất ra Lạc Phi Thiên lưu lại vũ trụ mệnh cách xá lợi, lại lấy ra Tiêu Dao đại đế lưu lại xá lợi tử. Thần kỳ một màn xuất hiện, hai khỏa xá lợi tử thế mà tự động dung hợp thành một khỏa. Đạo Thiên Đế cùng Tiêu Dao đại đế hai huynh đệ, xem như tại dưới suối vàng đoàn tụ. Diệp Thần thở dài một tiếng, dung hợp sau vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, trong đó ẩn chứa thời không pháp tắc, càng mãnh liệt hơn cuồn cuộn. Mặc dù Diệp Thần bây giờ đã luyện thành luân hồi mộ táng công, cũng không dám tùy tiện luyện hóa, miễn cho gặp cắn trả. Ít nhất, hắn muốn bắt đến chu tước mảnh vỡ, tu vi đột phá đến 7 tầng trời, xem như đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ về sau, mới có thể an tâm đi luyện hóa viên này vũ trụ mệnh cách xá lợi tử. Diệp Thần liền trong phòng, an tâm điều tức thổ nạp, khôi phục tự thân linh khí cùng trạng thái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tại bên ngoài xử lý đủ loại sự vụ, lại phái người đưa tới rất nhiều dược liệu, cung cấp Diệp Thần an dưỡng khôi phục, lại đưa tới Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp cùng Chư Thế Chí Tôn Pháp tu luyện bí tịch. Diệp Thần đã học thành luân hồi mộ táng công, có thâm hậu căn cơ, lại đi học Chư Thế Chí Tôn Pháp cùng Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp, liền cảm giác được tâm ứng tay, mọi việc đều thuận lợi, ngắn ngủi một ngày liền đã dung hội quán thông. Đến tận đây, mộ táng cung năm môn tuyệt học, Bạch Hồng rửa sạch kiếm, Thiên Cung xếp mai tay, luân hồi mộ táng công, Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp, Chư Thế Chí Tôn Pháp, Diệp Thần đã toàn bộ học thành, có thể nói là công đức viên mãn. Ban đầu hắn tu luyện này rất nhiều thần công, tự thân tu vi có khả năng lại tiến bộ, nhưng hắn cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đồng sinh cộng tử, nhân quả ràng buộc quá sâu, tu luyện bước chân giống như bị đồ vật gì ngăn chặn, tu vi liền dừng lại tại thiên nguyên cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, khó mà lại tiến bộ. Mà lại, 6 tầng trời cùng 7 tầng trời, là trung kỳ cùng hậu kỳ khác nhau, mong muốn đột phá cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thần đoán chừng, chính mình nghĩ đột phá, nhất định phải cầm tới đại cơ duyên. Cái kia chu tước mảnh vỡ, chính là hắn khóa chặt đại cơ duyên. Thời gian vội vàng, thoáng chớp mắt ở giữa, 7 ngày trôi qua. Diệp Thần trạng thái, đã khôi phục đỉnh phong viên mãn, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Tiểu Cấm Yêu thương thế, tại mộ táng cung rất nhiều chân tàng dược liệu trị liệu xong, cũng tại vững bước khôi phục bên trong. Mà này 7 ngày, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng xử lý xong chuyện bên ngoài vụ, nàng cuối cùng có thời gian cùng Diệp Thần gặp nhau. Hai người tại trong tẩm cung, đầu tiên là một hồi kịch liệt triền miên, sau đó Thiên Pháp Lộ Nguyệt liền nằm tại Diệp Thần trong lồng ngực, phát ra một tiếng vô cùng thở dài thỏa mãn âm thanh, ngón tay tại Diệp Thần trên lồng ngực vẽ vòng tròn. Tình huống bên ngoài như thế nào? Diệp Thần cười hỏi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, huyết đồ phái đã quy thuận, huyết đồ xương trong lòng bọn họ hình ảnh, đã triệt để sụp đổ, bọn hắn hải đăng đổ, liền không có lại ngoan cố chống lại xuống. Thương linh dược giới trên mặt đất sâu uyên ma tộc, cũng đã toàn bộ bị ta quét sạch, tàn quân trốn về nơi ở của bọn hắn. Bất quá này sâu uyên ma tộc, quả thực cũng khó đối phó, bọn hắn hang ổ tại chôn xương trong vực sâu, nếu là tiến vào chôn xương thâm uyên, chúng ta bị động cực kỳ. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng không dám đi ra, bây giờ đại khái hình thành cục diện giằng co. Diệp Thần nói cách khác, chúng ta trước mắt kẻ địch, chỉ còn lại có sâu uyên ma tộc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, sâu uyên ma tộc hang ổ, danh xưng thâm uyên địa ngục, có chừng 18 tầng, người muốn chu tước mảnh vỡ, tại tầng 17 bên trong, mong muốn chiếm lấy, trước hết công phá trước mặt tầng 16, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần nói, chu tước mảnh vỡ tại tầng 17, cái kia 18 tầng lại là cái gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ sâu xa một lát, còn nói, liền là thâm uyên ma chủ A, hắn là sâu uyên ma tộc thủ lĩnh. Nếu như tại thâm uyên trong địa ngục, hắn có địa mạch chi lợi, chỗ có thể phát huy ra thực lực,
tuyệt đối không kém gì cái kia huyết đồ xương. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Vậy nhưng có chút khó giải quyết. Huyết đồ xương thực lực, Diệp Thần là lãnh giáo qua, cái kia thâm uyên ma chủ ở địa mạch gia chỉ dưới, thực lực không kém gì huyết đồ xương, vậy dĩ nhiên khó đối phó. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm, Diệp Thần, ta sẽ bồi bạn ngươi, chúng ta đồng sinh cộng tử, ngươi muốn đoạt lấy Chu Tước mảnh vỡ, ta đi chung với ngươi. Diệp Thần trong lòng ấm áp, nói tốt, đồng sinh cộng tử. Đa tạ, Lộ Nguyệt. Lúc này hắn đã cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt thân thể giao hòa, thành lập thân mật nhất quan hệ, liền không gọi nàng tỷ tỷ, trực tiếp xưng hô nàng tên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt còn trêu ghẹo cười nói, gọi ta là tỷ tỷ. Diệp Thần cười cười, sờ sờ tóc nàng, nói, nếu là đánh tới chôn xương thâm uyên, đối mặt hết thảy sâu uyên ma tộc cường giả, người có lòng tin. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, nếu là chỉ có ta Mộ Táng Cung Thiên Pháp phái, ta thật không dám nói, nhưng bây giờ cùng Long Thần Thiên Uyên đảo kết minh, có Long tộc trợ lực, chúng ta phần thắng cực lớn. Mà lại đừng quên, huyết đồ người cũng đứng tại chúng ta bên này. Thế cục bây giờ, vô cùng sáng tỏ, Mộ Táng Cung Thiên Pháp phái, Long Thần Thiên Uyên đảo, huyết đồ phái ba chi thế lực, đã kết minh, sâu uyên ma tộc chỉ còn lại có chính mình, thắng lợi thiên xứng rõ ràng hướng Diệp Thần bên này nghiêng. Diệp Thần nói, phần thắng cực kỳ lớn, nhưng dù sao cũng là đánh tới người khác hang ổ tác chiến, coi như có thể thắng, chỉ sợ tổn thương cũng sẽ không ít. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng, thâm uyên ma chủ cũng phái người mà nói hòa, nói chỉ cần chúng ta không đi tiến công, bọn hắn sâu uyên ma tộc cũng vĩnh viễn không ra mạo phạm. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, nhưng ta không có đáp ứng. Ma tộc chưa trừ diệt, chung quy là tai họa ngầm, nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn, mới có thể để cho thương linh dược giới an ổn xuống, mà lại chúng ta còn muốn đi cầm Chu Tước mảnh vỡ, bọn hắn lại không thể ngoan ngoãn giao ra, vậy chúng ta đành phải đi đoạt. Diệp Thần cười nói, không phải đoạt, đó là luân hồi đồ vật, ta muốn vật quy nguyên chủ thôi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười cười. Nói, đúng là như thế. Dừng một chút, nàng lại móc ra một khỏa màu đen tinh thạch, ta cho ngươi xem một chút cái này. Diệp Thần ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, thứ này gọi Hắc Hồn Tinh, năm đó sử thần tộc Hắc Ám Ma Quân, từng mang không ít nhân thủ buông xuống, muốn đi chôn xương thâm uyên chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ, bọn hắn từng hướng ta Mộ Táng Cung dâng lên chân bảo, dùng tìm kiếm chỉ dẫn. Này Hắc Hồn Tinh! Liền là năm đó Hắc Ám Ma Quân dâng lên đồ vật, dùng Hắc Hồn Tinh ngâm qua nước, có đặc thù linh hiệu, dùng chi đổ vào dược liệu, có thể tăng lên dược liệu linh khí, cũng có thể rút ngắn thành tài thời gian. Diệp Thần cau mày nói, sử thần tộc có hảo tâm như vậy. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, dĩ nhiên không có, ta lúc này mới phát hiện, Hắc Hồn Tinh mặt ngoài vô hại, trên thực tế mang theo độc dược mãn tính, có thể ăn mòn vặn vẹo người đạo tâm. Mộ Táng Cung Thiên Pháp phái người. Bởi vì phục dụng Hắc Hồn Tinh linh thủy đổ vào qua dược liệu, dần dần liền bị bóp méo tinh thần, cho nên đối người cái này luân hồi chi chủ, sinh ra đủ loại to lớn cửu hận. Cũng may mà năm đó ta trốn đi, không phải ta cũng muốn trúng độc. Nói đến đây, nàng lại âm thầm vui mừng, nếu là nàng cũng đối Diệp Thần sinh ra cửu hận, vậy hôm nay liền không khả năng hưởng thụ được như thế cực lạc vui thích nhu tình mùi vị. Diệp Thần ra mặt run lên, nói, này sử thần tộc. Tâm tư thật sự là ác độc a, theo lâu như vậy bắt đầu, ngay tại bố cục ghim ta sao? Thiên Pháp phái bị bóp méo tinh thần, tình huống như vậy, cũng là cùng vọng hồ đạo tràng minh đạo cung tao ngộ cùng loại, cũng là chúng độc dược mãn tính, đạo tâm một chút bị bóp méo, mình lại không biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cũng không phải nhằm vào, vô tâm trồng liễu thôi, sử thần tộc có làm ác cơ hội, bọn hắn liền sẽ làm ác, năm đó thấy ta Mộ Táng Cung sùng bái chân dung của ngươi pho tượng. Bọn hắn liền có phá hư suy nghĩ. Bất quá ngươi yên tâm, bây giờ vấn đề đã giải quyết, từ nay về sau, mặc kệ là Thiên Pháp phái vẫn là huyết đồ phái, đều sẽ không lại cừu hận ngươi. Ngươi pho tượng, đã một lần nữa dựng đứng lên, ngươi bây giờ cũng xem như Mộ Táng Cung thủ lĩnh, hi hi. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thủ lĩnh, ta đây bây giờ có cơ hội câu thông thiên tổ sao? Diệp Thần rất muốn câu thông thiên tổ, hướng thiên tổ hỏi thăm luân hồi chi bí. Triệt để cởi ra luân hồi mộ địa bí ẩn. Thiên tổ là luân hồi mộ địa chế tạo người, nếu là có hắn giải hoặc, Diệp Thần triệt để phá giải luân hồi mộ địa huyền bí, hắn có lẽ có thể đem còn lại luân hồi đại năng, duy nhất một lần toàn bộ thức tỉnh. Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy liền quá kinh khủng.
Còn lại đại năng, một lần đều thức tỉnh, quét ngang không không lúc nào không, thậm chí tinh không bỉ ngạn cũng có thể. Hắn bây giờ luyện thành luân hồi mộ táng công, có thể hiển hóa ra thiên tổ một vệt pháp tướng, nhưng muốn chân chính thành lập câu thông, vẫn là hư vô mờ mịt cực kỳ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, người vẫn là nghĩ câu thông thiên tổ, thật không sợ chết nha. Thiên tổ là lăng giá tại trên thiên đạo đại khủng bố, người còn không có tư cách cùng hắn tiếp xúc. Diệp Thần cười nói, người này lòng hiếu kỳ xông tới, liền thu lại không được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, được a, người đi theo ta. Nàng đứng dậy mặc quần áo vào, Diệp Thần hỏi, làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, người đi theo ta lại nói, người không phải nghĩ câu thông thiên tổ sao? Diệp Thần trong lòng hơi động, lập tức cũng đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt rời đi tẩm cung. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lôi kéo tay của hắn, hướng mộ táng cung chỗ sâu đi đến, trên đường Thiên Pháp phái cùng huyết đồ phái đệ tử, nhìn thấy hai người, đều là rất cung kính khom mình hành lễ. Còn có Long Thần Thiên Uyên Đảo tinh nhuệ các cường giả, cũng đều hội tụ tại mộ táng cung, thương lượng tiến công sâu uyên ma tộc sự tình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mang theo Diệp Thần, đi vào mộ táng cung chỗ sâu, một chỗ kỳ lạ trước cung điện. Nơi đây cung điện, treo một khối bảng hiệu, phía trên in hằng cổ điện tam chữ. Chỉnh tòa cung điện đúng là khảm nạm tại trong núi tuyết, đại môn đóng chặt, phía trên treo chút mạng nhện, rõ ràng đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Diệp Thần nhìn xem tòa cung điện này, nói, hằng cổ điện. Đây là địa phương nào? Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt mang theo một vệt sâu xa, hồi ức lên chuyện cũ, nói, này hằng cổ điện, liền là năm đó ta lắng nghe thiên tổ thanh âm địa phương, ta là thiên tổ lắng nghe người, chỉ cần tại hằng cổ điện bên trong, thành tâm cầu nguyện. Liền có cơ hội nghe được thanh âm của hắn. Năm đó hắn mất tích về sau, ta cùng hắn câu thông, liền càng ngày càng gian nan, đến cuối cùng, thậm chí liền hằng cổ điện cửa lớn đều đóng lại, ta cùng hắn câu thông cũng chặt đứt. Diệp Thần, ngươi là thiên tổ người phát ngôn, hoặc là ngươi có khả năng tự mình tiến vào hằng cổ điện, nhìn một chút có thể hay không câu thông thiên tổ, cũng đừng nói ta không có giúp ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, nguyên lai này hằng cổ điện. Đúng là cùng thiên tổ câu thông địa phương sao? Ta đây lại thử một chút, nói không chừng có thể thành công. Ngay sau đó, Diệp Thần nhanh chân đi đến hằng trước cổ điện, nghĩ đẩy cửa đi vào, nhưng lại phát hiện hằng cổ điện đại môn đóng chặt, hắn dù như thế nào đều đẩy không ra, cưỡng ép thôi động, lại thấy trên cửa bảo bọc một cỗ đặc thù pháp tắc cấm chế, đem lực lượng của hắn toàn bộ hóa giải mất, cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Làm sao đẩy không ra? Diệp Thần hồi đầu nghi hoặc nhìn Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mỉm cười, nói thiên tổ trước khi đi từng nói, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở về, trước lúc này, bất kỳ người nào cũng không cần cố gắng câu thông hắn sẽ không đáp lại, trừ phi là tình huống phi thường đặc thù. Ngươi liền hằng cổ điện cửa lớn đều đẩy không ra, vậy xem ra là thiên tổ không muốn đáp lại ngươi, ngươi cũng không nên uổng phí công phu. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười. Nói, người dẫn ta tới đây, là muốn gọi ta biết khó mà lui sao? Hằng cổ điện trên cửa chính cấm chế, nghiêm mật kiên cố, chỉ sợ liền đỉnh cấp thiên đế đều không thể phá vỡ, thế gian này, có thể bố trí xuống như thế cấm chế người, tuyệt đối là kinh thiên động địa thế hệ. Coi như là Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đều khó có khả năng bố trí xuống như thế kiên cố cấm chế, khả năng đúng như nàng nói tới, cấm chế này là thiên tổ bày ra. Thiên tổ không muốn lại trả lời cái gì, cho nên bày ra cấm chế. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, tóm lại, dùng ngươi bây giờ tu vi, vẫn là không nên câu thông thiên tổ, làm người vẫn là cước đạp thực địa điểm cho thỏa đáng. Diệp Thần trong lòng run lên, hắn nghĩ câu thông thiên tổ, đích thật là có cái điên cuồng suy nghĩ, liền là phá giải luân hồi mộ địa chi bí, duy nhất một lần đem còn lại luân hồi đại năng, toàn bộ thức tỉnh, như thế liền có thể nhất phi trùng thiên. Quét ngang không không lúc nào không vô địch. Bất quá ý nghĩ thế này, đích thật là quá mức điên cuồng. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói, được a, ta đây liền kiềm chế lại, chúng ta tiếp đó, liền đi đối phó sâu uyên ma tộc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói tốt, qua mấy ngày liền là Nguyệt Hồn ăn tháng ngày, tại một ngày này, sâu uyên ma tộc thực lực sẽ thoáng suy yếu, chúng ta liền tại một ngày này tiến công. Người ta song kiếm hợp bích, tất có thể đánh giết thâm uyên ma chủ. Đoạt được chu tước mảnh vỡ. Diệp Thần trong lòng cũng là xông lên một cỗ máu nóng, nói tốt, song kiếm hợp bích, quét ngang ma tộc. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút bất an nói,
nhưng ta luôn cảm giác, vị kia Thâm Uyên ma chủ, khó đối phó. Lúc này quyết định tiến công sâu Uyên ma tộc, quyết một trận tử chiến, Diệp Thần từ nơi sâu xa, liền bắt được tương lai thiên cơ vận mệnh, vô cùng hiểm ác, tuyệt không thoải mái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cái kia Thâm Uyên ma chủ, dĩ nhiên khó đối phó, hắn ban đầu là một đoạn thi hiểm xương khô biến thành, sản sinh ra trí tuệ về sau. Lại tìm hiểu linh ga trụ cùng diêm ma tử thần đủ loại áo nghĩa, hắn là cái võ si, hàng năm bế quan không hỏi thế sự, ai dám quấy nhiễu hắn, hắn liền giết ai. Diệp Thần nói, thi hiểm xương khô. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, năm đó thương linh dược giới, đem vô số thi hài, vô số ộ uế, đầu nhập chôn xương trong vực sâu, này chút ộ uế cùng dơ bẩn, còn có thi hài thân thể. Cuối cùng dựng dục ra một đoạn đáng sợ xương khô, cái kia chính là thi yểm xương khô. Thâm Uyên ma chủ, có thể nói là thi yểm xương khô phía trên sản sinh ra trí tuệ loại. Năm đó Sửu thần tộc, đối thi yểm xương khô hứng thú vô cùng nồng đậm, bọn hắn muốn dùng tới xung làm chế tạo Sửu thần thân thể tài liệu, chiếm lấy chu tước mảnh vỡ chẳng qua là thứ nhất, bọn hắn còn muốn chiếm lấy thi yểm xương khô. Nhưng Thâm Uyên ma chủ sinh ra, dùng thi yểm xương khô vì thể. Nghĩ chiếm lấy cái kia xương khô lời, trừ phi trước giết chết hắn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Thần giật mình, nói Thâm Uyên ma chủ dùng thi yểm xương khô vì thể, cũng chính là hội tụ toàn bộ chôn xương Thâm Uyên ộ uế cùng hắc ám, chỗ dùng cực kỳ cường đại, khó đối phó, là thế này phải không? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, bất quá hắn có cái nhược điểm chí mạng, liền là sợ hãi thiên tổ thẩm phán trật tự, hắn là ộ uế bẩn thỉu tà ác sinh vật có trí khôn. Sợ nhất liền là thiên pháp thẩm phán, chúng ta thiên pháp party loại tà ác này tồn tại, thiên sinh liền có khắc chế hiệu quả. Diệp Thần nói, ồ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, năm đó thiên tổ chế tạo thiên pháp đạo luật, phía trên có thẩm phán chi kính, dựa tinh kiếm, ôm nguyệt đao tam đại phối hợp chí bảo, thiên pháp đạo luật thất lạc về sau, này ba đại chí bảo đều rơi xuống đến trong tay của ta. Ta lúc ấy liền muốn thành lập thẩm phán trật tự, trực tiếp tiêu diệt sâu uyên ma tộc. Nhưng muốn cùng huyết đồ phái tranh đấu, sau này ta lại muốn đi ra ngoài truy sát huyết đồ xương, liền chậm trễ việc này. Ta lưu lại dựa tinh kiếm cùng ôm nguyệt đao, liền nghĩ thiên pháp phái người, có thể bằng đao này kiếm, kết trận thẩm phán Thâm Uyên ma chủ, không ngờ bọn hắn cư nhiên như thế phế vật, đã nhiều năm như vậy, không những không thể giết chết Thâm Uyên ma chủ, ngược lại liền dựa tinh kiếm cùng ôm nguyệt đao đều bị cướp đi. Dựa tinh kiếm cùng ôm nguyệt đao sự tình. Diệp Thần trước đó cũng đại khái nghe qua, tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi đi, Thiên Pháp phái không thể lại hoàn toàn nghiền ép huyết đồ phái, thường xuyên gặp quấy rối tập kích, đến cuối cùng thậm chí liền dựa tinh kiếm cùng ôm nguyệt đao đều bị cướp đi. Bây giờ dựa tinh kiếm, Diệp Thần đã đoạt lại, nhưng này ôm nguyệt đao, sớm bị huyết đồ phái hiến tặng cho Thâm Uyên ma chủ, ngay tại Thâm Uyên ma chủ trong tay. Không có ôm nguyệt đao, đao kiếm trật tự không đủ, tự nhiên khó mà thành lập thẩm phán. Diệp Thần nói, ôm nguyệt đao tựa hồ tại Thâm Uyên ma chủ trong tay. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy a, cái kia nghĩ thành lập thẩm phán, đã có thể khó khăn. Diệp Thần nói, dùng ngươi thẩm phán chi kính có thể được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt có chút khó khăn, nói, rất nguy hiểm, bởi vì cái kia thẩm phán chi kính, ta đã thối luyện thành bản mệnh pháp bảo. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, một khi thẩm phán chi kính bị hao tổn, ta cũng tiếp nhận to lớn cắn trả. Ta chết đi không quan trọng. Nắm Diệp Thần tay, liên lụy ngươi sẽ không tốt. Bây giờ nàng cùng Diệp Thần đồng sinh cộng tử, tính mệnh tương liên, một khi nàng chết rồi, Diệp Thần cũng muốn đi theo chết đi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thần nói, được a, vậy lần này tiến công sâu uyên ma tộc, ngươi có mấy thành phần thắng? Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói có chừng 7 thành đi. Diệp Thần nói, ồ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, chúng ta Thiên Pháp Phái, Huyết Đồ Phái, Long Thần Thiên Uyên đảo ba nhà liên hợp, sâu uyên ma tộc không ngăn nổi, tiêu diệt bọn hắn không thành vấn đề, liền là tại trên địa bàn của bọn hắn tác chiến, rất có thể phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Mặt khác, này 7 thành phần thắng, chẳng qua là tiêu diệt sâu uyên ma tộc phần thắng, nghĩ chiếm lấy chu tước mảnh vỡ cũng luyện hóa lời, ta đây liền không xác định. Bởi vì, chu tước mảnh vỡ đã hóa hình, sinh ra bản thân ý thức. Thậm chí nó chịu Thâm Uyên ma khí ăn mòn, biến đến mức dị thường điên cuồng hung lệ, người muốn phục tùng luyện hóa nó không có khả năng ngoan ngoãn thuận theo. Còn có cái kia tinh hồng quỷ quan, cũng phải đề phòng, nếu là sâu uyên ma tộc tướng quỷ trong quan đồ vật phóng xuất, vậy nhưng đây thiệt là phiền.
Diệp Thần nhớ tới huyết đồ xương tại trước khi đi, gọi huyết đồ phái mở ra tinh hồng quỷ quan, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn thay nàng báo thù, hắn trong lòng cũng rất là tò mò, hỏi. Cái kia tinh hồng quỷ quan, bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, này tinh hồng quỷ quan, bên trong phong ấn một bộ chiến thần khôi lỗi, là dùng đấu chiến thần thân thể xá lợi chế tạo, đáng sợ đến vô cùng. Diệp Thần thân thể run lên, nói cái gì, đấu chiến thần. Thân thể xá lợi, chiến thần khôi lỗi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, đấu chiến thần, viễn cổ song đấu, đây chính là đấu với trời sát thần nổi danh kinh thế thiên tài. Hắn đạp thiên lăng tiêu, nghịch thiên thất bại mà chết, nhưng hắn loại này cường giả, không dễ dàng như vậy chết hết. Hắn năm đó bị thiên kiếp chém thành xám, theo kiếp cho bên trong rơi xuống ra hai khỏa xá lợi tử, một viên là thân thể xá lợi, một viên là linh hồn xá lợi, trong đó linh hồn xá lợi làm căn bản, là đấu chiến thần hy vọng phục sinh chỗ, người nào cũng không biết thất lạc đi địa phương nào. Mà thân thể này xá lợi, luận giá trị, mặc dù so ra kém linh hồn xá lợi 1%, nhưng cũng ẩn chứa đấu chiến thần khi còn sống cường hãn thân thể lực lượng, nếu là lợi dụng thỏa đáng, có thể chế tạo ra một bộ kinh thiên động địa chiến thần khôi lỗi. Người suy nghĩ một chút, đấu chiến thần hạng gì lợi hại, dùng hắn thân thể xá lợi, chế tạo ra chiến thần khôi lỗi, sức chiến đấu đó là không thể tưởng tượng. Diệp Thần nói, thân thể này xá lợi, là bị huyết đồ phái đạt được rồi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, huyết đồ phái đạt được đấu chiến thần thân thể xá lợi. Bọn hắn lại phụ trợ đại lượng dược liệu, thiên tài địa bảo, khoáng thạch kim loại các loại, cuối cùng chế tạo ra một bộ chiến thần khôi lỗi, năm đó từng cho ta thiên pháp phái tạo thành vô tận sát lục thống khổ. Coi như là ta, tại cái kia chiến thần khôi lỗi dưới nắm tay, cũng sống không qua 10 chiêu. Ta đều coi là, ta thiên pháp phái, muốn bị bọn hắn huyết đồ phái ép phát nổ. Nhưng không nghĩ tới, cái kia chiến thần khôi lỗi, sau này lại mất khống chế. Trái lại tại huyết đồ phái bên trong trắng trợn sát lục, ha ha, cái kia huyết đồ xương năm đó dọa đến gần chết, gấp vội vàng lấy ra tinh hồng quỷ quan, đem cái kia chiến thần khôi lỗi phong ấn. Tinh hồng quỷ quan là thiên tổ đã từng ban thưởng một món pháp bảo, có thể lấy ra phong ấn tà ma. Chiến thần khôi lỗi như vậy bị phong ấn, nhưng huyết đồ phái cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, ta nhân cơ hội này, cuối cùng giết ngược lại huyết đồ phái, đem bọn hắn đuổi xuống biển đi. Diệp Thần nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt giảng giải, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mơ hồ nhìn thấy năm đó thiên cơ hình ảnh. Năm đó, chiến thần khôi lỗi chế tạo ra thế, cái kia có thể nói là kinh thiên động địa, một cỗ khôi lỗi, lại thân có lấy đấu chiến thần mạnh mẽ thân thể lực lượng, trong lúc phất tay, trời long đất lở, toái tinh diệt nguyệt, hùng bá vô cùng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thiên pháp phái, căn bản không thể chống đối, thậm chí có bị nguy hiểm diệt tộc. Một bộ chiến thần khôi lỗi cũng đủ để quét ngang thương linh dược giới vô địch. Sau này là chiến thần khôi lỗi mất khống chế, chẳng phân biệt được địch ta, chỉ biết là sát lục, trái lại tại huyết đồ trong phái trắng trợn đồ sát, mới khiến cho thiên pháp phái thở qua một hơi. Huyết đồ phái chịu tổn thương, thậm chí so thiên pháp phái còn nghiêm trọng hơn, mặc dù sau này huyết đồ xương phong ấn chiến thần khôi lỗi, nhưng đã vô lực sẽ cùng thiên pháp party kháng, cuối cùng thua chạy đào vong. Diệp Thần hỏi, này tinh hồng quỷ quan, tại sao lại rơi xuống sâu uyên ma tộc trong tay? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, là huyết đồ phái đám phế vật kia, ép không được tinh hồng quỷ quan, sợ hãi chiến thần khôi lỗi sẽ đột phá phong ấn chạy đến, cho nên bọn hắn đã sớm đem tinh hồng quỷ quan, ném cho sâu uyên ma tộc xử lý, nhưng lại không dám nói cho huyết đồ xương. Ha ha, tội nghiệp huyết đồ xương tiện nhân kia, nàng còn tưởng rằng huyết đồ phái còn có át chủ bài, còn có thể mở ra tinh hồng quỷ quan giúp nàng báo thù, đó là nằm mơ. Dừng một chút, Thiên Pháp Lộ Nguyệt biểu lộ lại trở nên có chút ngưng trọng, bây giờ này tinh hồng quỷ quan, bảo tồn tại Thâm Uyên địa ngục tầng thứ 16, ta chỉ sợ sâu uyên ma tộc nổi điên, đem cái kia quỷ quan mở ra, vậy nhưng đây thiệt là phiền. Chiến thần khôi lỗi, chính là dùng đấu chiến thần thân thể xá lợi chế tạo thành, năm đó hoành ép thương linh dược giới vô địch, Thiên Pháp Lộ Nguyệt hồi tưởng lại, đều có chút kinh khủng. Coi như tuế nguyệt trải qua nhiều năm, thiên đạo suy yếu. Chiến thần khôi lỗi cũng hàng năm bị phong ấn, thực lực nhất định cũng đi theo giảm xuống, không có khả năng lại có năm đó sức chiến đấu, nhưng tuyệt đối cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Một khi chiến thần khôi lỗi bị phóng xuất ra, vậy đối nàng và Diệp Thần bên này trận doanh tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm.
Diệp Thần nói, đã có chiến thần khôi lỗi này loại đại sát khí, Sâu Uyên ma tộc khẳng định sẽ dùng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, bọn hắn nếu là dám đánh mở tinh hồng quỷ quan, phóng thích chiến thần khôi lỗi, cái kia đầu tiên gặp nạn liền là bọn hắn, chiến thần khôi lỗi đã sớm không kiểm soát, chỉ có sát lục bản năng, sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, đưa nó phóng xuất, nó sẽ chỉ không khác biệt chế tạo sát lục. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, cái kia Sâu Uyên ma tộc cũng không có khả năng ngồi chờ chết, chờ lấy cho chúng ta tiêu diệt, bọn hắn thả ra chiến thần khôi lỗi, cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, cũng tốt hơn đơn độc bị diệt, cho nên này tinh hồng quỷ quan, bọn hắn tất nhiên sẽ mở ra. Ngươi có gì đối sách? Thiên Pháp Lộ Nguyệt trầm ngâm nói, cái này xác thực có chút khó giải quyết, ta cùng Long Thần Thiên Uyên đảo bên kia, đã thương lượng qua, do chúng ta tới ngăn chặn Sâu Uyên ma tộc chủ lực, người đi trộm đi tinh hồng quỷ quan. Diệp Thần nói, cái gì, gọi ta trộm đi tinh hồng quỷ quan? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, tinh hồng quỷ quan, là Sâu Uyên ma tộc một lá bài tẩy, bọn hắn không có khả năng vừa thấy mặt liền vận dụng lá bài tẩy này. Chúng ta tới ngăn chặn chủ lực, người lặng lẽ đi trộm đi tinh hồng quỷ quan, bọn hắn không có lá bài tẩy này, thực lực giảm đi nhiều, chúng ta đằng sau mặc kệ là muốn chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ, vẫn là diệt sát Thâm Uyên ma chủ, triệt để đem bọn hắn tiêu diệt, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Người trộm đi tinh hồng quỷ quan về sau, dùng luân hồi lực lượng trấn áp, đừng để bên trong đồ vật chạy đến là được. Diệp Thần sững sờ, không hiểu có chút lo lắng, đấu chiến thần thân thể xá lợi, chế tạo ra chiến thần khôi lỗi, cũng không phải tốt như vậy trấn áp. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, trời biết sẽ có hậu quả gì không? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, nói, ngươi sợ hãi. Diệp Thần lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải, chẳng qua là. Cảm giác không quá ổn định. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thở dài, cũng không có tuyệt đối vững chắc biện pháp, bây giờ chỉ có thể dạng này, nếu như không giải quyết đi tinh hồng quỷ quan, một khi bên trong chiến thần khôi lỗi chạy đến, hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng, cũng chỉ có ngươi có thể đánh cắp cùng trấn áp. Nàng biết Diệp Thần thủ đoạn thần thông rất nhiều, trong đó liền nắm giữ lấy tinh đạo long nữ đánh cắp pháp môn, muốn trộm đi tinh hồng quỷ quan, chỉ có thể là Diệp Thần ra tay. Mà lại Diệp Thần mặt ngoài tu vi là thiên nguyên cảnh 6 tầng trời, hắn khí tức cũng tương đối tốt ẩn giấu, có thể giấu giếm được Sâu Uyên ma tộc người. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, được a, theo ý ngươi nói. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cái kia đại khái chờ 4 ngày sau đó, Nguyệt hồn ăn ngày, Sâu Uyên ma tộc lực lượng bị suy yếu, chúng ta liền phải xuất chinh. Diệp Thần nói, được. Xuất chinh thời điểm đem đến, Long Vấn Thiên cùng Long Tuyết Hiên đưa tới một khỏa tinh thạch, nói là kiếm đạo ngưng tinh, bên trong ẩn chứa bọn hắn đối thiên quỹ pháp nghi kiếm lĩnh ngộ. Thiên quỹ pháp nghi kiếm, đây là đúc tinh long thần trọng yếu nhất thần thông, bọn hắn đưa tới kiếm đạo kết tinh, là muốn phụ trợ Diệp Thần cảm ngộ kiếm đạo, tăng lên thiên quỹ pháp nghi kiếm cảnh giới. Dù sao chờ chiến đấu bùng nổ về sau, Diệp Thần cần độc thân chui vào Thâm Uyên địa ngục chỗ sâu, đi trộm đi tinh hồng quỷ quan, ở trong đó khả năng có loại nguy hiểm, sớm tăng cường chút thực lực, tổng không có sai. Diệp Thần cảm kích, liền luyện hóa cái kia kiếm đạo kết tinh, yên lặng cảm ngộ thiên quỹ pháp nghi kiếm huyền bí. Môn này thiên quỹ pháp nghi kiếm, hắn nguyên bản đã tu luyện tới đại pháp kiếm cảnh giới, lần nữa Long Vấn Thiên cùng Long Tuyết Hiên trợ lực, liền dần dần hướng về thiên pháp kiếm chi cảnh rảo bước tiến lên. Mà kiếm đạo tăng lên đồng thời, Diệp Thần cũng là thấy luân hồi mộ địa truyền đến dị động, đúc tinh long thần mộ bia mơ hồ có dị tượng hào quang hiển hiện, thức tỉnh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Đúc tinh long thần, như nghe được ta kêu gọi, còn xin ngươi hiện thân. Diệp Thần trong lòng yên lặng hô hoán, bây giờ Lạc Phi Thiên tiêu tán, Đao Phong nữ hoàng cùng Tiểu Cấm Yêu trọng thương, Huyết Long vừa trầm ngủ, hắn cùng huyết đồ xương trận chiến kia, thực sự bỏ ra quá khốc liệt đại giới, nếu như đúc tinh long thần có thể thức tỉnh, hắn chí ít có thể lấy cỡ nào một lá bài tẩy. Tiểu gia hỏa, ngươi đang kêu gọi ta sao? Ngay lúc này, một đạo thê lương sâu lắng thanh âm, truyền đến Diệp Thần trong đầu. Thậm chí ở trong đầu hắn, phảng phất xuất hiện một vệt kinh thế hình ảnh, cuồn cuộn tinh hải bên trong, đứng sừng sững lấy một tôn bàng bạc thân ảnh, long lân chiếu sáng rạng rỡ, tinh thần lực lượng quanh quẩn quanh thân, tựa hồ chính là đúc tinh long thần. Đúc tinh long thần, là ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thật có thể đạt được đúc tinh long thần đáp lại. Đúc tinh long thần thân thể, hiện ra màu vàng ròng, thân thể vĩ đại mạnh mẽ, mà ở nó vĩ ngạn trên thân thể,
lại quấn quanh lấy từng đầu to lớn đen kịt xích sắt bên trên mang theo tầng tầng cấm chế phủ văn. Là ta, tiểu gia hỏa, ta nghe được ngươi kêu. Nhưng, ta từng bị hồn thiên đế giết chết, hắn phát ra nguyền rủa, dạy ta vĩnh thế trầm luân, linh hồn của ta, còn tại trầm luân dãy rủa, không thể hiện thân. Núc tinh long thần đáp lại nói. Diệp thần nhìn thấy nó trên thân thể từng đầu cấm chế xích sắt, vội vàng hỏi, núc tinh long thần, ta đây muốn thế nào giúp ngươi? Núc tinh long thần nói, ngươi có thể đi long thần thiên uyên đảo, gọi hậu duệ của ta nhóm, hiến hơn 1000 bộ sinh tế, tu vi đều muốn tại thần đạo cảnh phía trên, như thế dùng máu tươi rửa sạch, có thể rửa đi trên người ta nguyền rủa, ta liền có thể khôi phục hiện thân. Diệp thần lắc lắc đầu nói, hiến tế sinh linh, làm trái tâm ta, không biết còn có không có biện pháp khác. Núc tinh long thần nói, ngươi cũng là hảo tâm, vậy ngươi dùng ngươi máu, có lẽ cũng có thể tẩy đi trên người ta nguyền rủa. Diệp thần nói, có khả năng. Hắn liền cắt vỡ lòng bàn tay, vùng vãi ra máu tươi, chiếu xuống núc tinh long thần trên bia mộ. Núc tinh long thần nói, đủ rồi, đủ. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi máu, năng lượng thật sự là dồi dào a. Nó liếm môi một cái, chờ xem, chờ ta nguyền rủa hóa đi, ta sẽ buông xuống giúp ngươi. Dứt lời, núc tinh long thần thân ảnh, liền theo Diệp thần trong đầu ẩn độn biến mất. Mà Diệp thần chiếu xuống nó trên bia mộ máu tươi, cũng là quỷ dị toàn bộ không thấy, giống như bị thôn phệ đi. Núc tinh long thần. Diệp thần nếm thử lại kêu gọi, nhưng không tiếp tục đạt được đáp lại, dự đoán là núc tinh long thần, tại hấp thu lấy hắn máu, dùng tới hóa giải nguyền rủa. Diệp thần trong lòng chỉ mong núc tinh long thần nhanh lên khôi phục buông xuống, dạng này hắn đối kháng sâu uyên ma tộc, liền có thể nhiều một phần lực lượng. Nhưng mà, mãi đến xuất chinh ngày đến, núc tinh long thần cũng còn không có phục tô, thời ở giữa không chờ người, Diệp thần chỉ có thể trước theo thiên pháp lộ nguyệt, long vấn thiên chờ xuất chinh. Xuất chinh tràng diện, dị thường hạo đại. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một vòng trăng tròn treo trên cao, sau đó nguyệt thực kỳ cảnh dần dần xuất hiện. Này màn kỳ cảnh tại thương linh dược giới bên trong, xưng là nguyệt hồn ăn, là hết sức hiếm thấy thiên tượng. Cùng tháng hồn ăn buông xuống, giữa thiên địa âm khí về nguyệt, sâu uyên ma tộc khí tức liền lại nhận suy yếu, đây là xuất chinh tiến công cơ hội thật tốt. Mộ táng cung vùng trời, từng chiếc phi thuyền tại dưới ánh trăng lơ lửng, phía trên đứng sừng sững lấy thiên pháp phái cùng huyết đổ phái các cường giả, chiến khí bừng bừng, đấu chí trùng thiên. Long thần thiên uyên đảo long tộc nhóm thì toàn bộ hiển hóa ra long hình chân thân, chỉ thấy vạn long bàn không, long ngâm tiếng gào không dứt, tràng diện rực rỡ. Diệp thần cưỡi tại long vấn thiên biến thành thiên đế băng long trên thân, thiên pháp lộ nguyệt cưỡi tại một cái khác đầu băng long phía trên, đó là long tuyết hiên biến thành, phía sau hai người là từng chiếc to lớn nguy nga phi thuyền, từng đầu chân long xoay quanh vần quanh, úy vi tráng quan. Xuất chinh, thiên pháp lộ nguyệt ánh mắt sắc bén, ra lệnh một tiếng. Lập tức liền mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hướng về trên không trung bay đi. Sâu uyên ma tộc chỗ chôn xương thâm uyên, trước kia là tại dưới mặt đất, sau tới thiên địa lật đổ, liền chuyển biến đến trên trời, mặc dù thiên pháp lộ nguyệt buông xuống, phù chính càn khôn, cũng chỉ là nhường chôn xương thâm uyên dừng lại chút xuống ô uế. Cái kia chôn xương thâm uyên, đã sớm trên bầu trời cắm rễ. Một đường bay đến phương xa, bay về phía không trung, dần dần. Diệp thần liền nghe đến một cỗ kịch liệt khí lưu tiếng rít, còn có sấm chớp rền vang thanh âm, trận trận gió lốc gào thét tới. Cuối cùng, Diệp thần thấy được chôn xương thâm uyên chỗ, vậy đơn giản liền là một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy, lạc ấn ở trong trời đêm, sương mù bốc hơi, ma khí cuồn cuộn, không ngừng chuyển động. Tại cái kia kinh khủng trong hắc động, không biết ẩn giấu đi nhiều ít hắc ám cùng tà ác, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền tâm sinh sợ hãi. Ở đây xuất chinh mà đến mọi người, rất nhiều còn là lần đầu tiên nhìn thấy chôn xương thâm uyên, không ít người trừng to mắt, có chút sợ hãi. Diệp thần vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hoảng, liền là không biết tiến vào chôn xương thâm uyên về sau, gặp phải như thế nào nguy hiểm. Long Vấn Thiên nói, thâm uyên cửa vào, hình như có cấm chế ngăn trở. Nhìn kỹ lại, hắc động kia thâm uyên cửa vào, sấm sét vang dội, hiển nhiên là có đặc thù thiên tượng cấm chế cách trở. Nếu là tùy tiện đến gần lời, ắt gặp lôi kích. Thiên pháp lộ nguyệt ngạo nghễ nói, không có bất kỳ cái gì cấm chế, có thể ngăn được ta. Nàng cong ngón búng ra, bạch hồng rửa sạch kiếm bùng nổ, một luồng trắng xóa kiếm khí liền theo đầu ngón tay bắn mạnh mà ra,
xùy một tiếng, bắn tại Thâm Uyên lối vào. Nhìn như cũng không cứng cáp kiếm khí, bắn trúng Thâm Uyên cửa vào về sau, lập tức đã dẫn phát kinh thiên kiếm khí nổ tung, đem vô tận hắc ám sương mù xé rách, cũng đánh nát lối vào cấm chế, lôi minh gió lốc lắng lại. Đi vào đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp liền mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ, chém giết vào. Đừng nhìn nàng tại Diệp Thần trên giường một bộ ôn nhu bộ dáng, nàng có thể là đại danh đỉnh đỉnh thẩm phán chi chủ, nổi danh hung hãn, khi lấy được luân hồi tạo hóa chúc phúc về sau, uy nghiêm quyền hành càng là cuồng ngạo trùng thiên, hiện tại nàng tùy thời đều có tư cách, chịu dẫn thiên kiếp độ kiếp, đi trùng kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Bất quá, nàng là sợ độ kiếp thất bại, dính líu Diệp Thần, cho nên mới không có làm như thế. Thực lực của nàng, đã đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế. Nếu như Thâm Uyên ma chủ, dám theo Thâm Uyên địa ngục 18 tầng bên trong ra tới, cùng với nàng đơn đả độc đấu, nàng trăm chiêu bên trong là có thể giải quyết đối phương. Chẳng qua là Thâm Uyên ma chủ bế quan không ra, chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý, trận này xuất chinh, mới lộ ra hung hiểm. Nếu là thật đơn độc quyết đấu, tại không dựa vào bất luận cái gì thiên địa tạo hóa trợ lực điều kiện tiên quyết, nàng nghiền ép Thâm Uyên ma chủ không thành vấn đề. Cái này là Thiên Pháp Lộ Nguyệt mạnh mẽ. Nàng và Diệp Thần có tiếp xúc ra thịt về sau, lấy được tạo hóa chỗ tốt thực sự quá lớn. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, xuyên qua hắc động cửa vào, tiến vào chôn xương Thâm Uyên. Diệp Thần trước kia tại Thiên Trần Nhược trong mộng cảnh, nhìn thấy qua chôn xương Thâm Uyên cảnh tượng, đó là một mảnh mênh mông vô tận hỗn độn hư không, trung ương một cây thông thiên triệt địa to lớn màu vàng kim cột nhà đứng sừng sững lấy, hình ảnh chi tráng xem, hắn y nguyên khắc sâu ấn tượng. Lần này Diệp Thần tự mình tiến vào chôn xương Thâm Uyên, chỗ đã thấy cảnh tượng, cùng trước kia tại Thiên Trần Nhược trong mộng cảnh thấy, hoàn toàn khác biệt. Này mảnh chôn xương Thâm Uyên, sâu uyên ma tộc hiển nhiên là tỉ mỉ kiến tạo qua, tại trong Thâm Uyên chế tạo ra từng tầng một địa ngục thế giới, tổng cộng có 18 tầng. Diệp Thần đám người sau khi tiến vào, trước hết đi vào tầng thứ nhất địa ngục, gọi vạn thú địa ngục, sâu uyên ma tộc tại đây bên trong nuôi dưỡng rất nhiều hung ác yêu thú. Nhưng chỉ thấy này mảnh vạn thú địa ngục, từng con yêu thú, đều bị kiếm khí quán xuyên trái tim hoặc là đầu, toàn bộ ngã xuống đất mất mạng, máu tươi ào ạt chảy ra, một mảnh thảm liệt. Lại là Thiên Pháp Lộ Nguyệt vừa mới tại bên ngoài, trong nháy mắt nhất kiếm khí bạo bắn vào, thế mà trực tiếp đem tầng thứ nhất địa ngục yêu thú, toàn bộ chém hết, mà lại kiếm khí đều là xỏ xuyên qua yếu hại, không có nửa điểm sai lầm, nàng rõ ràng tại kiếm đạo bên trong đúc nóng mạnh mẽ nhân quả luật. Giết địch trừ tận gốc không lưu tình. Diệp Thần thần biết thả ra ngoài, liền thấy này 18 tầng địa ngục, có phi đao địa ngục, chảo dầu địa ngục, băng sơn địa ngục, thạch ma địa ngục các loại, thật nhiều sâu uyên ma tộc cường giả, còn có rất nhiều ma thần, tại nghiêm chỉnh đề phòng. Này chút địa ngục khí tượng, nhưng Diệp Thần trong cơ thể yên lặng ma ngục mệnh tinh, mơ hồ sinh ra một cỗ dị dạng cộng minh. Này 18 tầng địa ngục, thế mà cùng ta ma ngục mệnh tinh sinh ra cộng minh. Thật sự là kỳ quái, khả năng đều là cùng là địa ngục đi. Diệp Thần âm thầm nghĩ, ma ngục mệnh tinh là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh, sau khi giác tỉnh, nhưng đánh tạo luân hồi địa ngục, khiến cho ác giả trầm luân, thiện giả vãng sinh. Chư thế rất nhiều môn phái, tông giáo, có người sau khi chết xuống địa ngục truyền thuyết, hết thảy địa ngục truyền thuyết căn nguyên, đều tại ma ngục mệnh tinh bên trong. Một khi ma ngục mệnh tinh thức tỉnh, Diệp Thần là có thể chấp trưởng sinh tử cùng địa ngục lực lượng. Đương nhiên, hiện tại hắn thần giáp mệnh tinh còn không có triệt để thắp sáng, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền cảm thấy tỉnh ma ngục mệnh tinh. Diệp Thần, ấn kế hoạch làm việc, chúng ta tới ngăn chặn sâu uyên ma tộc chủ lực, người lặng lẽ chui vào tầng 16 địa ngục, trộm đi tinh hồng quỷ quan. Thiên Pháp Lộ Nguyệt âm thầm truyền âm, nói với Diệp Thần. Ta biết. Diệp Thần lặng yên đáp ứng, lại bất động thanh sắc, biết sâu uyên ma tộc tầm mắt. Liền từ một nơi bí mật gần đó dò ngó, nếu như hắn đột nhiên thoát ly đội ngũ, khẳng định sẽ bị phát giác. Ngay sau đó, Diệp Thần liền theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt, theo đại đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến vào tầng thứ hai địa ngục. Sâu uyên ma tộc kiến tạo 18 tầng địa ngục, vây quanh một cây màu vàng kim trụ lớn kiến tạo, dùng cái kia kim sắc trụ lớn vì tuyệt đối trật tự hạch tâm, cái kia trụ lớn chính là Linh Ga trụ, hào quang so với Diệp Thần tại Thiên Trần Nhược trong mộng cảnh thấy. Muốn ảm đạm rất nhiều. Đây là bởi vì, ngã xuống đã lâu, hắn Linh Ga trụ phát sáng, cũng dần dần chịu ảnh hưởng, liền trở nên mờ đi,
bất quá muốn chống đỡ lấy sâu uyên ma tộc 18 tầng địa ngục, vẫn là dư xài. Đại đội ngũ giết tới tầng thứ 2 thạch ma địa ngục, nơi này sớm có sâu uyên ma tộc bộ đội chủ lực tại trấn thủ lấy, cầm đầu chính là một đầu kinh thạch hung ma, phía sau là từng con thạch ma, tảng đá áo giáp phía dưới, là từng đôi huyết hồng đôi mắt. Tầng thứ nhất vạn thú địa ngục, không thể ngăn cản Diệp Thần đám người bước chân một chút, thậm chí cái gọi là vạn thú, bị thiên pháp lộ nguyệt một đạo kiếm khí liền chớp nhoáng giết chết, cái này cần tầng này trong địa ngục lính phòng giữ, người người đôi mắt bên trong đều mang theo sợ hãi vẻ kiêng dè. Cầm đầu kinh thạch hung ma, trầm giọng nói ra, lăn ra ngoài. Nơi này là nhà của chúng ta vườn. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, người đang nói đùa gì vậy, chôn xương thâm uyên là đưa tặng cho thiên tổ sư địa phương. Các ngươi chẳng qua là ký sinh ở bên trong một đám côn trùng. Tiếng nói vừa ra, thiên pháp lộ nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp liền huy kiếm chảm giết ra ngoài. Cái kia kinh thạch hung ma kinh hãi, vội vàng dựa lưng vào linh ga trụ, điều động linh ga trụ phát sáng, hình thành một tầng màu vàng kim thủ hộ lá chắn, rất có điểm chật vật ngăn trở thiên pháp lộ nguyệt nhất kiếm. Bọn hắn hàng năm sinh hoạt tại chôn xương trong vực sâu, mặc dù cũng không phải là tín đồ. Nhưng ở dài đằng đẵng kỷ nguyên trong năm tháng, cũng là dần dần nắm giữ điều động linh ga trụ lực lượng biện pháp. Lúc này cái kia kinh thạch hung ma, mượn nhờ linh ga trụ, mặc dù chật vật, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản thiên pháp lộ nguyệt tiến công. Thiên pháp lộ nguyệt hừ một tiếng, cái này là công vào chôn xương thâm uyên bất lợi chỗ, trước không nói địa mạch ảnh hưởng, chỉ là này linh ga trụ, liền có thể cho nàng tạo thành vô tận phiền toái. Giết! Thiên pháp lộ nguyệt cũng không nói nhảm. Lập tức liền chỉ huy nhân thủ, toàn quân xuất động, hướng về một đám thạch ma xông tới giết. Diệp Thần cũng xông giết ra ngoài, sau đó thừa dịp chiến đấu hỗn loạn, di hình hoán ảnh, đúng là dùng thanh liên phân thân, thay thế chân thân của mình tác chiến. Hắn chân thân, thì lặng yên không tiếng động thoát ly chiến trường, hướng phía dưới địa ngục tầng sâu kín đáo đi tới. Hắn là luân hồi chi chủ, thân ảnh của hắn, khẳng định có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu như liền chạy như vậy. Tất nhiên sẽ bị người phát giác. Nhưng bây giờ, hắn dùng thanh liên phân thân thay thế chính mình, trừ phi có sâu uyên ma tộc cường giả, tự mình cùng hắn giao thủ xác minh, bằng không không có khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Soạt! Diệp Thần chân thân thoát ly chiến trường về sau, lập tức sử một cái mặt nạ pháp, triệt để dịch dung cải tiến, đem chính mình cải tiến thành bình thường ma tộc bộ dáng. Trước đây tại cổ ma huyết đảo, hắn thôn phệ mộng ma tôn giả chờ đại lượng sâu uyên ma tộc. Đủ loại ma tộc máu thịt khí tức, đã sớm dung nhập thân thể của hắn, lúc này hắn ngụy trang thành ma tộc người, quả thực là không chê vào đâu được, một điểm sơ hở cũng không có. Rất nhanh, Diệp Thần liền một mình đi vào tầng thứ 3 địa ngục, đã thấy nơi này lính phòng giữ, đang vội vã hướng tầng thứ 2 tiến đến, rõ ràng là muốn trợ giúp. Chờ hắn tới đến tầng thứ 4, tầng thứ 5 địa ngục, lính phòng giữ cũng là cuống quýt lên trên tiến đến trợ giúp. Từ nơi này cũng có thể thấy được, sâu uyên ma tộc chiến lược đầu não, rõ ràng so ra kém người, bọn hắn đúng là từng tầng một chủ lực phân tán, từng người tự chiến, chờ phát hiện tình huống không đúng, mới tiến đến trợ giúp, tràng diện một mảnh hỗn loạn, những ma tộc này giống như lại không có một cái nào thống nhất chỉ huy hạch tâm. Diệp Thần nghĩ thầm, chúng ta đều giết tới ma tộc hang ổ, cái kia thâm uyên ma chủ còn không hiện thân, xem ra thật sự là muốn bế quan bế đến chết a. Thâm uyên ma chủ truyền thuyết là cái võ si, cả ngày bế quan lĩnh hội đại đạo, không hỏi thế sự, đều đến lúc này, còn không có gặp hắn xuất hiện, chúng ma tộc thuộc hạ một đoàn hỗn loạn, hoàn toàn không người thống lĩnh chỉ huy. Cục diện như vậy, đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Hắn không ngừng đi sâu, tầng tầng địa ngục đều là hỗn loạn, thậm chí ma tộc nội bộ còn có người tự giết lẫn nhau, có nhân chủ tờ trực tiếp đầu hàng, tràng diện chi hỗn loạn, khiến cho người líu lưỡi. Tại thiên pháp lộ nguyệt dẫn đầu đội ngũ, còn không có khởi xướng thời điểm tiến công, những ma tộc này người còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng khi thiên pháp lộ nguyệt đem người xuất kích, kinh thiên uy nghiêm chấn động toàn bộ địa ngục, bọn hắn liền triệt để hoảng loạn rồi. Diệp Thần tại trong đó đi xuyên, căn bản không có dẫn tới bất luận cái gì ma tộc cảnh giác, hắn vô cùng thuận lợi liền xuyên qua từng tầng một địa ngục, thế mà trực tiếp thông suốt, đi tới tầng thứ 16 địa ngục. Tầng thứ 16 địa ngục. Gọi mây đen địa ngục, trong truyền thuyết, liền là cất giữ tinh hồng quỷ quan địa phương. Diệp Thần bước vào tầng 16 địa ngục, trước mắt tầng tầng mây đen bao phủ, trong lúc nhất thời thấy không rõ hoàn cảnh, hắn bên tai, lại nghe được một hồi tiếng ca.
Nghe được bài hát này âm thanh, Diệp Thần có chút ngây ngẩn cả người. Đó là thiếu nữ tiếng ca, êm tai, thanh lãnh, thê lương, lộ ra vô tận cô độc cùng cô đơn. Diệp Thần ánh mắt dần dần thích ứng trước mắt hoàn cảnh, này mảnh mây đen địa ngục, thế mà không có ma tộc thủ vệ tồn tại, chỉ có một cái áo trắng thiếu nữ, ngồi xổm ở một bộ màu đỏ tươi quan tài bên cạnh. Tràn ngập mây đen, bạch y thiếu nữ, màu đỏ tươi quan tài, chung quanh không có một ai hoàn cảnh, xây dựng thành một màn 10 điểm quỷ dị, lại 10 điểm cô độc hình ảnh. Thiếu nữ mặc áo trắng kia, nhẹ nhàng hát ca, cô độc mà tự tại, cầm lấy một nhánh gãy xương, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, tự nhiên tự đắc. Diệp Thần xem xét, thiếu nữ kia trên mặt đất vẽ lên một cái tròn trịa tinh thần hắc ám, có ma đạo khí tượng hiển hiện, phía trên là một cái áo bào đen thân ảnh, hai tay hiện lên kéo ra tư thái, phía dưới có rất nhiều tín đồ tại cúng bái hắn. Thấy này màn hình ảnh, Diệp Thần không ngờ thấy, trong cơ thể mình yên lặng ma ngục mệnh tinh, truyền ra một chút khác thường cộng minh. Thiếu nữ họa trên mặt đất tinh thần, tựa hồ liền là ma ngục mệnh tinh bộ dáng. Áo trắng thiếu nữ cảm thấy được Diệp Thần đến, đình chỉ viết họa cùng ca hát, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt tái nhợt, sau đó trợn mắt hốc mồm, kêu một tiếng, Diêm Ma đại nhân. Diệp Thần nghe được nàng xưng hô, trong lòng kỳ lạ, lại nghe ca ca một hồi vang, áo trắng thiếu nữ bên cạnh tinh hồng quan tài, đúng là đang run rẩy lấy, 10 điểm dọa người. Bộ dạng này tinh hồng quan tài, phía trên quấn đầy xích sắt, đính đầy quan tài đính, dán đầy phong ấn phù, bên trong tựa hồ phong ấn vật gì đáng sợ, giờ phút này quan tài đang lay động, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong đột phá ra tới. Ôi, cái tên này, thật sự là không an phận nha. Áo trắng thiếu nữ thấy run run quan tài, cũng là lộ ra có chút lúng túng thần sắc sợ hãi, vội vàng từ trong ngực lấy ra một sấp linh phù, trong miệng nói lẩm bẩm, cắn nát đầu ngón tay. Dùng đầu ngón tay máu tươi nhiễm mấy đạo linh phù, kề sát ở trên quan tài. Run run quan tài, mới thoáng an ổn xuống, mà quan tài phía trên, sớm đã lít nha lít nhít dán đầy linh phù, sắp thiếp không thể dán. Nhìn thấy quan tài không nữa run run, thiếu nữ mới hơi hơi thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng hôm nay hắn muốn chạy ra ngoài. Diệp Thần thấy thế, nội tâm cảm thấy dùng mình chấn động. Nghĩ thầm, cái này là tinh hồng quỷ quan, chiến thần khôi lỗi liền phong ấn ở bên trong. Ánh mắt của hắn lóe lên một vệt lạnh lẽo, thiếu nữ mặc áo trắng này, hẳn là thủ hộ tinh hồng quỷ quan người, hắn còn tưởng rằng sẽ có nghiêm mật thủ hộ, không nghĩ tới thủ quan tài người chỉ có một người, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế yếu đuối. Diệp Thần lập tức liền có động thủ giết người ý tứ, tuy nói áo trắng thiếu nữ nhìn từ bề ngoài yếu đuối, nhưng Diệp Thần lại có thể bắt được. Trong cơ thể nàng có vô cùng tà ác xấu xí, dữ tợn kinh khủng ma tộc khí tức. Mà lại phi thường mạnh mẽ. Nàng chính là sâu uyên ma tộc người, bộ dạng này nhu nhược bộ dáng, hoàn toàn là ngụy trang giả tưởng. Diêm ma đại nhân, ngươi muốn giết ta sao? Ta là ngươi lắng nghe người nha. Áo trắng thiếu nữ ngơ ngác nhìn Diệp Thần còn không có ra tay, nàng tựa hồ liền cảm nhận được Diệp Thần sát cơ, lộ ra mờ mịt vô tội. Lại dẫn điểm kinh khủng ủy khuất biểu lộ. Diệp Thần nhướng mày, nói, ngươi gọi ta cái gì? Áo trắng thiếu nữ nói, Diêm Ma đại nhân, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ta là ngươi lắng nghe người a. Diệp Thần nhíu mày, hắn nghe nói qua Diêm Ma, truyền thuyết là thế gian đệ nhất cái người đã chết, cũng là ban đầu tử thần, là này chút sâu uyên ma tộc sùng bái thần linh. Hắn không nghĩ tới, thiếu nữ mặc áo trắng này, thế mà đem chính mình xem như Diêm Ma. Xem ra, hẳn là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, thiếu nữ nhận lầm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Thần dứt khoát đâm lao phải theo lao, nói, đúng, ta chính là Diêm Ma, ngươi đem bộ dạng này tinh hồng quỷ quan cho ta, ta sẽ cho ngươi nhớ một bút đại công lao. Thiếu nữ mặc áo trắng này, yếu đuối bề ngoài hạ ẩn giấu đi khủng bố xấu xí ma khí, một khi nổ lên chiến đấu, có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên cầm tới tinh hồng quỷ quan, sau đó trở về cùng thiên pháp lộ nguyệt hội hợp, có thể tránh khỏi chiến đấu tốt nhất. Áo trắng thiếu nữ mừng rỡ, nói, đa tạ Diêm Ma đại nhân. Đại giá ngươi đích thân tới, khổ cực, nhất định là nghe được ta cầu nguyệt, hàng lâm xuống, là muốn giúp chúng ta sâu uyên ma tộc, đối phó luân hồi chi chủ cùng thiên pháp lộ nguyệt đám kia tạp chủng A. Diệp Thần nói, đúng, ngươi đem tinh hồng quỷ quan cho ta. Áo trắng thiếu nữ nói tốt, Diêm Ma đại nhân, ngươi cầm lấy,
nhất định phải nắm đám kia tạp chủng toàn bộ giết sạch a. Thiếu nữ trong đồng tử tràn đầy tà ác xâm nghiêm hận ý, cỗ này biểu lộ xuất hiện tại nàng khuôn mặt thanh tú bên trên, lộ ra vô cùng quỷ dị, nàng hai tay ôm lấy tinh hồng quỷ quan, cung kính giao cho Diệp Thần. Này tinh hồng quỷ quan 10 điểm trầm trọng, nhưng nàng ôm lại phi thường dễ dàng, rõ ràng nhu nhược bề ngoài chẳng qua là ngụy trang, bên trong không biết ẩn giấu đi như thế nào đáng sợ ma lực. Diệp Thần gật gật đầu, nhận lấy tinh hồng quỷ quan, hai tay ôm, nói, đa tạ. Xoay người rời đi. Áo trắng thiếu nữ thấy hắn quay người rời đi bóng lưng, đột nhiên giống như là hoàn toàn tỉnh ngộ, cả kinh kêu lên, ngươi không phải Diêm Ma đại nhân. Ngươi là ai? Thiếu nữ phẫn nộ, đem trong tay cầm cốt thứ, cuồng ném mà ra, này ném một cái lực lượng, là thật lớn như thế, khiến cho đến cánh tay nàng làn da cũng nứt ra, sau đó là cánh tay cơ bắp cùng xương cốt nứt ra, tiếp lấy toàn thân đều nứt ra, lộ ra bản tướng. Chính là một đầu toàn thân dài đầy mắt, chảy xuôi theo tinh hồng huyết dịch huyết ma, như người sói thon dài thân thể, dữ tợn ghê tởm mà khủng bố, cốt thứ ném sau khi rời khỏi đây, nó liền ngửa mặt lên trời gào thét lấy, một đôi huyết chảo như đao nhọn, điên cuồng hướng Diệp Thần sau lưng đâm tới. Hơi thở thật là mạnh. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn thấy áo trắng thiếu nữ lộ ra huyết ma bản tướng, người sau khí tức, tối thiểu là thần vương, hơn nữa còn có địa mạch trợ lực, vô cùng dũng mãnh. Thiên cung xếp mai tay. Diệp Thần bất đắc dĩ, song nhẹ buông tay, trong tay quan tài bịch một cái té xuống đất, mắt thấy huyết ma đánh giết tới, hắn thi triển thiên cung xếp mai tay, sử dụng ra tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp, đem huyết ma huyết chảo đẩy ra. Giống, huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bật lên lại xông giết đi lên, lao thẳng tới Diệp Thần mặt. Thiên đế kim luân, luân hồi Phật tướng, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong lúc trước mắt, cũng không thể lưu lực. Lập tức liền mở ra luân hồi Phật kim thân pháp tướng, sau lưng oanh long long khí lưu nổ vang nổ tung, Phật quang nổ tung, một tôn vạn trượng cao Phật đà thân ảnh vụt lên từ mặt đất. Hắn ngụy trang, hoàn toàn tán đi, trực tiếp liền hiển lộ ra luân hồi Phật uy nghiêm, sau đầu một cái vòng sáng trôi nổi, đó là Thiên Đế Kim Luân. Thiên Đế Kim Luân, bốn đại chí cao thần khí một trong, phối hợp Diệp Thần luân hồi Phật pháp tướng, thần quang bạo phát đi ra, vậy thì thật là tích dịch vạn ma. Nghiền ép hết thảy ô uế. Xoạt, xoạt, xoạt. Cuồn cuộn kim quang Phật khí nở rộ, từng sợi Phật quang bắn tới cái kia huyết ma trên thân, cái kia huyết ma a phát ra tiếng kêu thảm, thân thể suy suy rung động, tại Diệp Thần Phật quang chiếu rọi đến, lập tức liền bốc khói, tay tay chân chân run rẩy vặn vẹo, một bộ vô cùng thống khổ khó chịu bộ dáng. Diệp Thần nhìn thấy cái kia huyết ma không nữa bừa bãi tàn phá, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn này huyết ma là hắc ám thuộc tính sinh vật, hắn luân hồi Phật kim thân, thiên đế kim luân các loại, đối phó này chút hắc ám ma vật, có cực mạnh khắc chế trấn áp hiệu quả. Bằng không mà nói, đổi lại đường đường chính chính thần vương cường giả, Diệp Thần mong muốn đối kháng lời, tất nhiên là vô cùng gian nan. Dù sao hắn hiện tại, có thể nói là lẻ loi một mình, đao phong nữ hoàng, huyết long, tiểu cấm yêu, luân hồi mộ địa các loại, những lực lượng này đều không thể lại giúp được hắn. Diệp Thần đánh tan huyết ma trên mặt đất co quắp, hắn cũng lười bổ đao, liền chuẩn bị mang theo tinh hồng quỷ quan rời đi. Hiện tại hắn một mình đi sâu, hiển hóa ra luân hồi Phật pháp tướng, khí tức đã hoàn toàn bại lộ, thật sự nếu không mau sớm cùng thiên pháp lộ nguyệt chờ đại bộ đội hội hợp, trời biết sẽ phát sinh cái gì bất chắc. Răng rắc, răng rắc. Sau đó, ngay tại Diệp Thần muốn mang lấy tinh hồng quỷ quan rời đi thời điểm, cái kia bộ quan tài lại là phát ra một hồi không tầm thường thanh âm, giống như bên trong có đồ vật gì, đang giãy giụa mong muốn leo ra. Kéo kẹt chít, đóng đinh quan tài đính, bị một chút căng ra, một đầu dính đầy dòng máu tay cầm, tại chậm rãi căng ra nắp quan tài, trói buộc quan tài từng sợi xích sắt, lần lượt bị đứt đoạn ra, trên quan tài chỗ thiếp linh phù, càng là không hỏa tự đốt cấp tốc thành tro. Diệp Thần trừng to mắt, xem lấy một màn trước mắt, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Suy nghĩ, hỏng bét, cái này khôi lỗi muốn bỏ ra ngoài. Hắn đạo tâm cường hãn, tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thôi động thiên đế kim luân, từng đạo kim quang bắn mạnh mà ra, quát, tà ma ngoại đạo, diệt cho ta. Vô tận kim quang, dọc theo cái kia nắp quan tài vết nứt, xuyên suốt đi vào. Nếu như bên trong có cái gì ma vật, tại thiên đế kim luân năng lượng mãnh liệt trùng kích vào, chỉ có hóa thành cho tàn xuống tràng.
nhưng tinh hồng quỷ quan bên trong đồ vật cũng không có thành cho, cái kia dính đầy dòng máu tay cầm, dòng máu cùng mùi tanh bị thiên đế kim luân hào quang cọ rửa đi, lộ ra nguyên bản bộ dáng, đó là một đầu tràn đầy cương mãnh lực lượng, lộ ra kim loại sáng bóng tay. Cái tay này dùng một người trầm ổn cường độ cùng tư thế, chậm rãi đem nắp quan tài mở ra, phịch một tiếng đem cái kia nắp quan tài kích rơi xuống đất. Sau đó, một đạo thẳng tắp lạnh lùng thân ảnh, chậm rãi theo trong quan tài đi ra. Đó là một bộ kim loại cùng nham thạch đúc nóng mà thành khôi lỗi, căn bản không phải cái gì tà vật, chịu tinh hồng quỷ quan bản thân sát khí cùng chôn xương thâm nguyên ma khí ăn mòn, cái này khôi lỗi có lẽ là lây dính một chút tà ác, nhưng vừa mới Diệp Thần Thiên Đế Kim Luân, thần quang chút xuống, đã giúp nó đem hết thảy tà ác ô uế sạch xóa đi. Hiện tại, đầu này khôi lỗi, khôi phục nguyên thủy nhất bộ dáng, lạnh lùng, xâm nghiêm, lãnh khốc, không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ có thuần túy băng lãnh chiến đấu sát lục ý chí. Diệp Thần hít sâu một hơi, theo cái kia khôi lỗi trên thân, hắn cảm nhận được vô cùng cường đại ý chí chiến đấu, cỗ ý chí này mãnh liệt thuần túy trình độ, thậm chí so với trước đó đổ sát xương, còn mãnh liệt hơn được nhiều. Đầu này khôi lỗi khi còn sống, phảng phất là một tôn bất hủ bất khuất chiến thần, chiến thiên giết, xông phá thế gian hết thảy bất công, thậm chí muốn xông ra thiên đạo. Đây là đấu chiến thần thân thể xá lợi, tạo ra chiến thần khôi lỗi. Đầu này chiến thần khôi lỗi, khi còn sống liền là đấu chiến thần. Oanh! Chiến thần khôi lỗi ra tay, không có chút nào lòe loẹt, liền một quyền hung hăng hướng về Diệp Thần đánh tung tới. Này chiến thần khôi lỗi, không có linh trí, chỉ có chiến đấu sát lục bản năng, nó sẽ không thương tiếc bất luận cái gì người, thậm chí sẽ không cửu hận bất luận cái gì người. Nó ra tay giết người, chỉ là bởi vì bản năng, chiến đấu bản năng. Liền là thật đơn giản một quyền, cho Diệp Thần cảm giác, lại phảng phất là thiên địa sụp đổ, coi như là huyết đổ xương vung lên phá quân thương, cái kia cỗ kinh thiên động địa uy mãnh khí thế, đều không thể cùng trước mắt chiến thần khôi lỗi đơn giản một quyền so sánh. Này đơn giản một quyền, đã là phản pháp quy chân, biểu lộ ra ra thuần túy nhất nguyên thủy nhất chiến đấu mỹ cảm, còn có giết người mỹ cảm. Diệp Thần chỉ có thể lui lại, phía sau hắn có vạn trượng cao luân hồi Phật tướng, nhưng hắn biết. Nếu như ra tay cứng đối cứng, hắn lập tức muốn bị ép bạo. Hô! Chiến thần khôi lỗi nắm đấm chà phá không khí, phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng nổ. Diệp Thần biết nguy hiểm, lập tức lách mình tránh né. Oanh! Chiến thần khôi lỗi nắm đấm, theo đầu hắn vừa lao qua, cực kỳ mạo hiểm, nếu là hắn bị đánh trúng, đầu đều muốn chợt nổ tung hoa. Này chiến thần khôi lỗi, quá hung mãnh. Lại tiếp tục như thế, ta đã có thể nguy hiểm. Chẳng thà, đưa nó dẫn đi chu thực tước mảnh vỡ bên kia. Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến một cái kế sách. Nơi này là tầng 16 địa ngục, chu tước mảnh vỡ tại tầng thứ 17, đã sớm hóa hình thành chu tước thần điểu, Diệp Thần có thể mơ hồ bắt được chu tước khí tức. Cái kia hóa hình chu tước thần điểu, uy thế chi bàng bạc, liền năm đó giả ly sư thái, hắc ám ma quân đám người hợp lại, cũng khó có thể đối kháng. Sâu uyên ma tộc thế lớn, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng một mực không đánh bại phục chu tước, rõ ràng cái kia chu tước lợi hại. Chiến thần khôi lỗi cùng chu tước thần điểu, đều là vô cùng hung hãn tồn tại, nếu như Diệp Thần cùng chúng nó tranh đấu, khẳng định là đại đại ăn thiệt thòi. Nhưng nếu như, hắn có thể đem chiến thần khôi lỗi, dẫn tới chu tước bên người, nhưng cả hai tranh đấu, cùng cấp là xua hổ nuốt sói, ngao cỏ tranh nhau, hắn cái này người bắt cá, có lẽ có khả năng đến lợi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức lách mình hướng tầng tiếp theo địa ngục chạy đi. Chiến thần khôi lỗi song đồng huyết hồng, lãnh tịch như điêu khắc, thấy Diệp Thần chạy trốn, nó lập tức liền truy sát mà ra, căn bản không mang theo nửa điểm suy nghĩ, nó cũng không có bất kỳ cái gì năng lực suy tư, cũng không có bản thân ý thức, chỉ có sát lục chiến đấu bản năng. Diệp Thần chạy trốn, nó liền truy sát. Rất nhanh, Diệp Thần chạy tới tầng thứ 17 địa ngục, này mảnh đất ngục thế giới. Lại là thiêu đốt lên từng sợi ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa mang theo cuồn cuộn ma khí, rung động người tâm hồn. Cuồn cuộn hắc viêm bên trong, một đầu to lớn chu tước thần điểu, nằm ở một khối trên nham thạch lớn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu tước thần điểu thân hình khổng lồ, toàn thân đen như mực, quấn quanh lấy cuồn cuộn hắc viêm, màu đen lông vũ bóng loáng như tơ, phía trên không mang theo nửa điểm ô uế, mặc dù hai con ngươi minh hợp, trong cơ thể cái kia cỗ như núi như biển khí thế cùng uy áp. Y nguyên làm cho người rung động.
Diệp Thần nhìn thấy Chu Tước Thần Điểu, nội tâm một trận rung động, chỉ liếc mắt, liền nhận ra đầu này Chu Tước Thần Điểu, chính là thần giáp mệnh tinh Chu Tước mảnh vỡ hóa hình, vốn là đỏ rực như lửa tươi đẹp bộ dáng, nhưng hàng năm chiếm cứ tại Thâm Uyên, đã lây dính Thâm Uyên ma khí, triệt để ma hóa cùng hắc hóa, khí thế cũng càng kinh khủng. Tại Chu Tước Thần Điểu bên người, có thật nhiều bị ăn để thừa hài cốt, mặt đất bên trên lại lạc ấn lấy từng đạo trận văn, hình thành một loại nào đó đại trận, tại rút ra lấy nó linh khí. Diệp Thần đại khái nhìn thấy thiên cơ, Chu Tước Thần Điểu cùng Sâu Uyên ma tộc ở giữa, hẳn là đã đạt thành một loại nào đó khế ước. Sâu Uyên ma tộc vì Chu Tước Thần Điểu cung cấp thức ăn tài nguyên, đại giới là nó linh khí muốn bị rút lấy. Như vậy khế ước, đối Chu Tước Thần Điểu tới nói, tự nhiên là bất lợi. Nó linh khí không ngừng bị rút lấy, hôm nay nó, đã không có đã từng như vậy uy mãnh mạnh mẽ. Đương nhiên, đối Diệp Thần tới nói, đầu này Chu Tước Thần Điểu, khí thế vẫn là vô cùng kinh người, tuyệt khó đối phó. Cảm thấy được Diệp Thần đến, Chu Tước Thần Điểu mở mắt, hai con ngươi mang theo một vệt vẻ ngoài ý muốn, sau đó khinh thường nói. Luân hồi chi chủ, là ngươi, ngươi chỉ có một người, liền dám xông vào bản tọa lãnh địa. Ngươi đang tìm cái chết. Ngươi nghĩ luyện hóa bản tọa lại càng muốn luyện hóa ngươi. Mộ Táng Cung, Long Thần Thiên Uyên đảo liên hợp vây công Thâm Uyên, Chu Tước Thần Điểu dĩ nhiên biết, chẳng qua là nó trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà dám một thân một mình xuất hiện ở đây. Hô! Chu Tước Thần Điểu kéo ra hai cánh, màu đen liệt diễm bùng nổ, nó hai cánh cuốn sạch lấy liệt diễm phong bạo, liền hướng về Diệp Thần cúi xông lại, thanh thế dọa người. Thanh Long Bạch Hổ, thần giáp thủ hộ. Diệp Thần vội vàng thôi động Thanh Long mảnh vỡ cùng Bạch Hổ mảnh vỡ, tại quanh thân hình thành một tầng giáp mảnh xây dựng thành lớn vách tường, một mực thủ hộ tự thân. Chu Tước Thần Điểu từ trên người hắn bạo lướt mà qua, hắc viêm cuồn cuộn, lại không có gây tổn thương đến cho Diệp Thần một chút. Chu Tước Thần Điểu con người bên trong, lộ ra một vệt kiêng kỵ, Diệp Thần đã luyện hóa Thanh Long mảnh vỡ cùng Bạch Hổ mảnh vỡ, nó sợ mình cũng phải bị luyện hóa. Hừ, người này tàn khuyết thần giáp, có thể thủ hộ người bao lâu? Chu Tước Thần Điểu nhào động hai cánh, lần nữa hướng Diệp Thần phi tập mà đi, nó nhìn ra được, coi như thần giáp mệnh tinh thủ hộ lực cường hãn nữa, dùng Diệp Thần thiên nguyên cảnh 6 tầng trời tu vi, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Nó chỉ cần lại trùng kích 2-3 lần, Diệp Thần phòng ngự chắc chắn sụp đổ. Nhưng, ngay tại Chu Tước Thần Điểu, sắp trong tập kích Diệp Thần thời điểm, một đầu lạnh lùng nắm đấm. Không mang theo mảy may sức tưởng tượng, liền đánh tới hướng Chu Tước Thần Điểu thân thể. Cái này nắm đấm, liền nửa giá điểm linh khí năng lượng biến hóa đều không có, chỉ có thuần túy nhất thân thể lực lượng, mạnh mẽ, bá đạo, cương mãnh, lực lượng sục sôi vô cùng. Chu Tước Thần Điểu lấy làm kinh hãi, nó cũng không lo được công kích Diệp Thần, vội vàng chấn xí đi lên bay cao, tránh qua, tránh né quyền kia đầu công kích. Ra quyền người, chính là chiến thần Khôi Lỗi. Chiến thần Khôi Lỗi truy sát Diệp Thần, cũng đi tới tầng thứ 17 địa ngục, chỉ có chiến đấu sát lục bản năng nó, tại nhìn thấy Chu Tước Thần Điểu về sau, lập tức liền không để ý Diệp Thần, mãnh liệt hướng Chu Tước Thần Điểu công tới. Bởi vì, Chu Tước Thần Điểu khí tức, so với Diệp Thần hung mãnh nhiều lắm, đối với chiến thần Khôi Lỗi lực hấp dẫn, cũng xa so với Diệp Thần muốn lớn. Đáng chết, là quái vật kia. Chu Tước Thần Điểu gắt gao nhìn chằm chằm chiến thần Khôi Lỗi, ở trong mắt nó. Này loại chỉ biết là sát lục cùng chiến đấu máy móc, không thể nghi ngờ liền là quái vật. Ngươi đem nó phóng xuất rồi. Chu Tước Thần Điểu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc mắt, tràn ngập chấn nộ. Nó không sợ Diệp Thần, nhưng đối này chiến thần Khôi Lỗi, lại là sợ hãi cực kỳ. Các ngươi chậm rãi đánh đi. Diệp Thần cười cười, lập tức tránh qua một bên. Chiến thần Khôi Lỗi lãnh tịch như điêu khắc, tiếp tục ra quyền đánh phía Chu Tước Thần Điểu. Chu Tước Thần Điểu vội vàng tránh né, hướng về phía chiến thần Khôi Lỗi quát to, đồ ngốc, người bị hắn lợi dụng. Nó liếc mắt liền nhìn ra đến, Diệp Thần là muốn tọa sơn quan hổ đấu, để nó cùng chiến thần Khôi Lỗi kịch đấu, chờ đến hai bên đều hết hơi hết sức về sau, Diệp Thần lại đi ra thu thập chiến trường. Này chi vì, ngao cỏ tranh nhau, người bắt cá đến lợi. Nhưng, Chu Tước Thần Điểu có thể nhìn ra thòng lọng, chiến thần Khôi Lỗi lại là không thể phát giác. Người sau căn bản không có bất kỳ ý thức nào, chỉ biết là chiến đấu sát lục, nó cũng mặc kệ Chu Tước Thần Điểu, liền cuồng nhiên huy quyền oanh sát mà ra. Chu Tước Thần Điểu nhìn xem cái kia lạnh lùng hung mãnh nắm đấm, âm thầm kinh hãi,
biết mình nếu như bị đánh lên mấy quyền, chỉ sợ cũng muốn ý thức phai mờ. Biết rõ là Diệp Thần thòng lọng, nó cũng không thể tránh được, chỉ có thể dùng hết toàn lực, cùng chiến thần khôi lỗi đánh nhau. Chiến thần khôi lỗi nắm đấm ngoan lệ mãnh liệt, mỗi một lần vung lên đều nương theo lấy cuồng phong gào thét thanh âm, Chu Tước Thần Điểu không ngừng chấn xí tránh né lấy, từng sợi màu đen liệt diễm theo nó cánh hạ bắn ra, hắn nhiệt độ chi nóng rực, so với Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, quả nhiên, luân hồi thất tinh, nhất tinh so nhất tinh lợi hại, thần giáp mệnh tinh riêng là một khỏa chu tước mảnh vỡ, uy năng liền so thiên hỏa mệnh tinh hừng hực. Cũng may mắn hắn không có đối kháng chính diện, mà là dẫn động chiến thần khôi lỗi xuất chiến, chính mình tọa sơn quan hổ đấu. Bằng không, nếu là hắn chính diện cùng Chu Tước Thần Điểu chống lại, trời biết sẽ đến cỡ nào nguy hiểm. Chu Tước Thần Điểu bắn nhanh ra liệt diễm, đủ để đốt diệt thiên đế, nhưng chiến thần khôi lỗi ngạnh kháng hỏa diễm, thân thể lại không có chút nào làm tổn thương. Này chiến thần khôi lỗi, không hổ là dùng đấu chiến thần thân thể xá lợi chế tạo thành. Quá kiên cố, quả thực là không thể phá hủy. Diệp Thần cảm thấy than thở. Một chim một khôi lỗi kinh thiên kịch đấu, nổ lên trận trận hung mãnh sóng khí, đem này mảnh trong địa ngục khắp nơi đá núi tảng đá, toàn bộ phá hủy thành bột mịn, thời không đều thành khư, chỉ có trung ương sừng sững quán thông thiên địa một cây linh ga trụ, không nhận mảy may rung chuyển. Diệp Thần tại cái kia kinh thiên chiến đấu sóng khí trùng kích vào, cũng là thấy nguy hiểm, liền trốn ở linh ga trụ đằng sau. Mượn linh ga trụ thủ hộ, ngăn cản cái kia chiến đấu dư ba. Đang không ngừng kịch đấu phía dưới, chỉ thấy cái kia chiến thần khôi lỗi thân thể, bị đốt đến đỏ bừng, tuy nói đấu chiến thần thân thể xá lợi mạnh mẽ, nhưng ở chu tước liệt diễm không ngừng đốt cháy dưới, khôi lỗi của nó thân thể, kết cấu bên trong lại có bị nóng chảy nguy hiểm. Chiến thần khôi lỗi phát ra rên lên một tiếng, tựa hồ không địch lại, thân thể hơi chao đảo một cái, lui về sau hai bước. Chu Tước Thần Điểu mừng rỡ, lập tức phung lên lợi chảo, hướng về chiến thần khôi lỗi đầu đánh tới. Không ngờ chiến thần khôi lỗi vừa mới động tác, chẳng qua là dụ địch hư chiêu, mắt thấy Chu Tước Thần Điểu lăng không lao xuống, không môn mở rộng, nó hai tay lập tức đi lên một túm, liền tóm lấy Chu Tước Thần Điểu hai chân. Không tốt! Chu Tước Thần Điểu hoảng hốt, kinh hô một tiếng. Tiếp theo sát, chiến thần khôi lỗi cắn Chu Tước Thần Điểu thân thể, ngẩng đầu khẽ hấp một nuốt. Lộc cộc một tiếng, càng đem chỉnh đầu Chu Tước Thần Điểu nuốt. Diệp Thần mắt thấy một màn này, lập tức tê cả da đầu, không dám tin vào hai mắt của mình. Chu Tước Thần Điểu, thế mà cho chiến thần khôi lỗi nuốt. Hắn cảm giác được rõ ràng, cái kia Chu Tước mảnh vỡ, cũng rơi vào chiến thần khôi lỗi trong cơ thể. Này chiến thần khôi lỗi mạnh mẽ, thậm chí còn hiểu được dùng hư chiêu dụ địch, rõ ràng bảo lưu lấy ngày xưa đấu chiến thần bản năng chiến đấu. Giờ phút này Chu Tước Thần Điểu trúng chiêu, lại bị trực tiếp nuốt mất, đây là Diệp Thần tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn còn muốn ngư ông đắc lợi, nào nghĩ tới Chu Tước mảnh vỡ, đã rơi vào chiến thần khôi lỗi trong bụng đi. Đăng! Chiến thần khôi lỗi thôn vệ Chu Tước Thần Điểu, hấp thu đến đại lượng Chu Tước mảnh vỡ hỏa diễm năng lượng, sau lưng liền triển khai một đôi lộng lẫy xích hồng Chu Tước cánh, một đôi mắt lại bị ma khí nhuộm dần, hóa thành mực nước màu sắc đen nhánh. Ánh mắt của nó, không còn là khôi lỗi băng lãnh, mà là lộ ra một tia cảm xúc, mang theo điểm tò mò ý vị, đánh giá trốn ở linh ga trụ phía sau Diệp Thần, sau đó đúng là miệng nói tiếng người, nói. Người gọi, luân hồi chi chủ, Diệp Thần. Diệp Thần dùng mình, xem ra thôn vệ Chu Tước mảnh vỡ về sau, chiến thần khôi lỗi thậm chí đã đản sinh ra ý thức, còn nói chuyện với chính mình. Chiến thần khôi lỗi tự mình tiếp tục nói, người gọi Diệp Thần, ta là ai đâu? Ta gọi Hùng Bá Không, là đấu chiến thần, ta đã chết. Hắn có chút mờ mịt, lúc này đản sinh ra ý thức, liền là hắn đã từng ý thức, là đấu chiến thần ý thức. Là ngươi giết ta sao? Chiến thần khôi lỗi ý thức rất mơ hồ, nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nói, không phải, ngươi sai lầm, cảm thấy suy nghĩ không ngừng chuyển động, lại không biết muốn như thế nào mới có thể đoạt lại Chu Tước mảnh vỡ. Chiến thần khôi lỗi ngẩn ngơ. Lâm vào yên lặng, sau đó lại ngơ ngác nhìn tay của mình, lẩm bẩm nói, linh hồn của ta, không thấy. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, người biết, linh hồn của ta ở nơi nào sao? Lúc trước đấu chiến thần ngã xuống, thân thể vỡ vụn thành cho về sau, lưu lại một viên thân thể xá lợi cùng linh hồn xá lợi. Chiến thần khôi lỗi là thân thể xá lợi biến thành, nhưng hắn linh hồn xá lợi,
lại không biết tung tích. Diệp thần nói, ta không biết. Chiến thần khôi lỗi mờ mịt thất thần, bỗng nhiên con ngươi lại lộ ra một vệt lãnh ý, nói, ngươi không biết, vậy liền đem linh hồn của ngươi, hiến cho ta. Oanh! Bàn chân của hắn, mãnh liệt trên mặt đất đạp mạnh, thân thể bão táp, như kinh lôi, vô cùng bạo ngược hướng về Diệp thần bạo xông tới, tay cầm nắm quyền hướng Diệp thần đầu ném tới. Lúc này chiến thần khôi lỗi, dung hợp chu tước mảnh vỡ bộ phận năng lượng, đấm ra một quyền, màu đỏ liệt diễm nổ tung, hỗn hợp có màu đen ma khí, có thể xưng kinh thiên động địa. Diệp thần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy chiến thần khôi lỗi một quyền oanh đến, vẫn là thấy bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Thiên bi, ngự. Trong lúc nguy cấp, Diệp thần chỉ có thể đem thiên bi gọi ra, chiến thần khôi lỗi hung mãnh như vậy công kích, coi như hắn dùng thần giáp mệnh tinh cũng đỡ không nổi, chỉ có thiên bi có thể ngăn cản. Chiến thần khôi lỗi bạo ngược một quyền, hung hăng nện ở thiên trên tấm bia, mạnh mẽ lực quyền nhường thiên bi đều một hồi lay động, đại bộ phận lực lượng bị thiên bi ngăn trở, nhưng vẫn là có một phần nhỏ lực lượng, trùng kích đến Diệp thần trên thân. Răng rắc, Diệp thần xương sườn nứt ra, khí huyết sôi trào, vô cùng chấn động. Này chiến thần khôi lỗi, thực sự quá mạnh, đặc biệt là dung hợp chu tước mảnh vỡ về sau, đơn giản quét ngang thiên địa vô địch. Diệp thần khẽ cắn môi, cũng không dám ham chiến, vội vàng xoay người thoát đi, bây giờ cục diện này, chỉ có trước quay về đại bộ đội, cùng thiên pháp lộ nguyệt hội hợp về sau, mới có cơ hội đối kháng chiến thần khôi lỗi. Tiểu gia hỏa, không thể chạy a, ngươi vừa chạy, khí thế yếu đi, đằng sau chỉ có thể bị đè lên đánh. Ngay lúc này, Diệp thần trong lòng vang lên một thanh âm. Đúng là đúc tinh long thần thanh âm. Đúc tinh long thần, ngươi cuối cùng khôi phục rồi. Diệp thần nghe được đúc tinh long thần thanh âm, trong lòng một hồi kinh hỉ, nội thị luân hồi mộ địa, liền thấy thuộc về đúc tinh long thần khối kia mộ bia, toát ra vô tận kim quang, dáng lành bốc hơi, một đầu uy mãnh thần tuấn thần long, phóng lên tận trời. Ta tới giúp ngươi, đạo pháp của ngươi thần thông, tại cái kia khôi lỗi phía trên, chẳng qua là tu vi hạn chế ngươi phát huy thôi. Đúc tinh long thần mắt sáng như đuốc, nó biết Diệp thần chấp trưởng luân hồi pháp, thì tương đương với một cái mạnh mẽ động cơ, chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu, động cơ vận chuyển, cái kia chính là vô địch. Nó không do dự, lập tức liền đem tự thân linh khí, toàn bộ quán chú đến Diệp thần trong cơ thể. Oanh long long, đạt được đúc tinh long thần trợ lực, chỉ một thoáng, Diệp thần toàn thân linh khí nổ tung, trên thân cũng hiển hóa ra đúc tinh long thần uy mãnh pháp tướng, một đầu màu vàng kim thiên long chiếm cứ quanh thân. Long uy nổ tung, mang theo nghiền ép vô ngân tinh không đại khí thế. Chiến thần khôi lỗi thấy khí thế bão táp Diệp thần, hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó trong mắt của hắn bên trong, liền lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, nói. Rất tốt, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao. Vậy chúng ta, có thể chiến thống khoái. Chiến thần khôi lỗi rõ ràng kế thừa đấu chiến thần hiếu chiến tính cách, nhìn thấy Diệp thần khí thế tăng vọt, hắn không những không sợ. Ngược lại hưng phấn lên. Hắn một quyền nổ tung, trực đánh phía Diệp thần lồng ngực. Diệp thần đang chờ tránh né, đúc tinh long thần chỉ điểm, chứa núp, người thi triển bất động long vương chí tôn pháp, cứng rắn chịu hắn một quyền, sau đó đưa hắn kéo đến ta này tấm thiên băng tinh ngục cầu bên trong đi. Đúc tinh long thần hét dài một tiếng, gọi ra một bức sách cổ bức họa bên trong có bầu trời nổ tung, sao băng bay xuống, thiên hỏa đốt thế như luyện ngục khủng bố khí tượng. Liền là một mảnh bầu trời băng tinh bạo đáng sợ luyện ngục, phảng phất muốn chôn vùi thế gian hết thảy. Vĩ đại kỳ quan. Diệp thần thấy ngày đó băng tinh ngục cầu cảnh tượng, nội tâm một hồi chấn động, cảm nhận được một cỗ như địa ngục khí tức, này rõ ràng là vĩ đại kỳ quan, thiên băng tinh bạo, muốn cho chúng sinh rơi vào luyện ngục, vô cùng khủng bố. Nhanh! Đúc tinh long thần quát. Diệp thần không kịp suy nghĩ nhiều, mắt thấy chiến thần khôi lỗi một quyền oanh đến. Hắn lập tức thi triển ra bất động long vương chí tôn pháp. Bất động long vương chí tôn pháp, chính là đúc tinh long thần tam đại thần thông một trong, Diệp thần giờ khắc này ở trợ lực của hắn dưới, thi triển ra này pháp, lập tức kim quang hạo đáng, long hình cương khí sáng chói, kinh thiên long ngâm từ trên người hắn nổ vang. Chiến thần khôi lỗi hung hăng một quyền oanh đến, chỉ nhất kích, liền đem Diệp thần long vương cương khí cho đánh nổ, mạnh mẽ lực quyền xông vào Diệp thần tim phổi. Kém chút đem cả người hắn cũng đánh nổ đi. Nhưng may mắn, hắn có đúc tinh long thần trợ lực, cương khí đáy xúc tích thâm hậu,
ngũ tạng lục phủ mặc dù một hồi kịch liệt quặn đau, nhưng vẫn là miễn cưỡng chịu đựng lấy chiến thần khôi lỗi một quyền. Thiên cung xếp mai tay. Cứng rắn chịu chiến thần khôi lỗi một quyền về sau, Diệp Thần cắn răng đem trong cơ thể đau đớn đè xuống, thi triển thiên cung xếp mai tay cầm nã thủ pháp, một thoáng bắt lấy chiến thần khôi lỗi thủ đoạn. Chiến thần khôi lỗi sầm mặt lại, mong muốn rút tay về, nhưng phát hiện thủ đoạn bị Diệp Thần bắt giữ, lại như bị vòng sắt bóp chặt, mảy may cũng không thể động đậy. Lăn đi! Chiến thần khôi lỗi cảm nhận được một tia uy hiếp, tay trái huy trưởng chụp về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần xoay người một cái, thừa thế một cái ném qua vai, liền đem chiến thần khôi lỗi thân thể mang theo, ném về đúc tinh long thần bức kia sách cổ bức họa. Một chuỗi động tác, nước chảy mây trôi, cũng may mà Diệp Thần đã luyện thành mộ táng cung tuyệt học thiên cung xếp mai tay, cận thân bắt chém giết thủ pháp, có thể nói là có một không hai đương thời, liền chiến thần khôi lỗi đều muốn bị hắn bắt. Hiu! Chiến thần khôi lỗi thân thể liền rơi vào đúc tinh long thần thiên băng tinh ngục cầu bên trong đi. Ngày này băng tinh ngục cầu, đơn giản liền là một cái thiên băng tinh bạo luyện ngục, chiến thần khôi lỗi một rơi vào trong đó, lập tức liền có vô cùng tinh thần nổ tung, vô tận nhật nguyệt ngã xuống hướng hắn ném tới. Ngao! Chiến thần khôi lỗi gào thét, tiếng giống như dã thú, tại thiên băng tinh ngục cầu không gian hỗn độn bên trong, huy quyền đá chân, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại bộc phát ra nghiền ép thời không uy năng. Đem từng khỏa rơi xuống tinh thần đánh nổ đi. Súc sinh này, thật sự là hung mãnh a. Tiểu gia hỏa, nhanh dùng ngươi luân hồi huyền bia, phong khốn ở hắn. Đúc tinh long thần nhìn thấy chiến thần khôi lỗi bá đạo như vậy cuồng mãnh bộ dáng, cũng là 10 điểm động dung, sợ hắn đánh nổ sự vĩ đại của mình kỳ quan, liền thúc giục Diệp Thần trợ trận. Diệp Thần không dám lưỡng lự, lập tức điều động ra 10 khối luân hồi huyền bia, soạt soạt làm thành một vòng. Hình thành một cái tuyệt mật phong ấn, vây quanh thiên băng tinh ngục cầu, cũng đem chiến thần khôi lỗi giam ở trong đó. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 552.